anh ký đó, tại vì cái vải nó rủ á. Ừ, em thấy như cái này nó cũng giới khoảng tầm 55 kg là mặc cũng đẹp. Ừ, em thấy chị mặc cũng gỗ rồi. Nó rủ, nó rủ xuống. Nhưng mà thấp nhất cũng phải tầm năm mấy mới vừa chứ. Nhưng tổng cũng phải 55 kg chị. Lâu nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì dẹp bớt vô. Ôi trời, cái đẹp quá. Mặc màu trắng này không dám ngồi luôn, chỉ đứng thôi. Ủa vậy mặc chi cho cực vậy? Sợ chứ. Ta đi nó kiếm miếng giấy đó, tao lót theo. Ờ. Nơi đi kiếm cái tàu mò giống như là ghê. Ờ tới đâu đó tới đó. Em chào cả nhà, lên bộ bà like này nha cả nhà ơi, đẹp quá. Sắc quá. Dạ em chào chị Trinh Hoa, cảm ơn chị Trinh Hoa rất là nhiều. Làm bộ này đi cả nhà ơi, bộ này 130.000 à. Đẹp xuất sắc luôn. Hàng này là hàng đang bỏ ở ngoài chợ nha các chị, hàng mới nha. Hàng mới nhưng mà là do là khách người ta bỏ cọc quá các chị, người ta bỏ cọc có như là mai bỏ ra chợ á. Rồi xong rồi người ta trừ cái tiền cọc lại hay là lấy không đủ số lượng gì đó, đại khái là lò trừ cái tiền cọc lại nên là có chỉ có một size một thôi, có nghĩa là người ta lấy lại 200 được 200 mấy bộ á. Là có một size một hà nha, nên là mình mua được giá sale. Mình mua được giá sale nha các chị. Em bán cho các chị giá 130.000 là bằng với cái giá sỉ người ta đang bỏ chợ luôn đó. Ha, bộ này ở ngoài thì các chị mua ví dụ như người ta bỏ chợ là 130, 135 gì đó thì người ta bán lẻ ra ngoài thì nó tầm khoảng 170 nha, 160, 170, 180 tùy nha. Là hôm nay em bán lại cho mấy chị giá 130 là bằng giá sỉ luôn nha. Rất là đẹp luôn, hàng mới nha cả nhà. Hàng này là mới vừa may xong luôn đó. Rất là đẹp luôn nha, nó chỉ có một size một thôi. Bộ này á, là size 4XL thì bộ này là size cho cái chị 55kg đến 65, 66kg là cái chị mặc đẹp nha. Từ 55kg đến 65, 66kg em là 50kg. Chị nào mà 50kg mà muốn mặc thì về vuốt vô giùm em tí xíu nha. Vuốt cái áo vô. Giá 130.000. Màu em đang mặc là màu xanh bơ nha cả nhà. Chất liệu vải ở đây nó để là mango phối với tầm á chị. Cái chất vải tầm này đẹp lắm. Mấy chị mà mua mấy cái bộ mà lam á, mấy cái bộ lam mà hàng à, tầm khoảng 190-200 á là may cái chất liệu vải này nè. À, cái vải tầm mà nó dày dặn lắm nha. Nó dày dặn và cái vải này cái chị mặc rất là mát. À, về cái chị chỉ cần giặt thôi, vải này cái chị mặc cái chị không cần phải ủi nữa. Rất là ok. Giặt ra là nó thẳng hả mấy chị? Tại vì nhiều khi mình ship á, mình ship mình để chồng chồng lên nó nặng á nên là thường nó sẽ có lằn ha, nhưng mà khi mà mình ủi ra rồi mình giặt rồi là mai mốt cái chị khỏi phải phải ủi lại nữa. Rất là đẹp luôn. Tay lỡ nữa nha cái nhà, đẹp lắm. Quần á là có viền giúp em luôn. Đây. Form đầu rất là đẹp bạn ha. Em 1m58 là em mặc chiều dài này nè. Em 1m58 em 50kg nha. Bộ này là size cho cái chị đẹp nha. Em 55kg đến 65 66kg mặc là ok. Rất là đẹp. Lên giúp em màu xanh bơ giá 130.000 thôi. Giải cực đẹp luôn, giải đẹp dữ lắm. Hàng đẹp mà mới chết. Màu xanh bơ chốt cho chế Trinh Hoa. Ok chế Trinh Hoa, em cảm ơn chế rất là nhiều. Dạ con cảm ơn cô Mai. Vải là đẹp lắm nha các chị. Cái này em thấy là mango, để là mango phối với tầm nha.
nhưng mà chất vải tầm là rất đẹp luôn. Vải không có mỏng đâu nha mấy chị, không phải là mỏng mà thô đâu nha, nó rất là mướt luôn nè. Rồi màu xanh bơ nha, em lên bảng màu cho các chị. Màu này các chị lên giúp giùm em là màu hồng cam. Màu hồng đi các chị, màu này lên giúp em màu hồng đi. Chốt em màu hồng nha, nó được một, nó được bao nhiêu màu vậy chứ? Chắc cỡ 10 màu á chị. Lên giúp em màu này là màu hồng nha các chị ơi, màu hồng nè, rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã hồng nha. Lên giúp em mã hồng. Nè, phơm nè mấy chị, dằn đái hết luôn cho mình ha. Hàng rất là đẹp luôn. Giải mướt được à. Lên giúp em mã hồng nha cả nhà, mã hồng. Rồi lên giúp giùm em cái này là xanh đen. Chốt em màu xanh đen. Đẹp chứ cả nhà, màu xanh đen nha. Phơm áo cũng dài nữa mấy chị, không có bị ngắn luôn nha. Rất là đẹp. Lên giúp em màu xanh đen ạ. Chốt em xanh đen. Màu này lên giúp giùm em là màu xanh ngọc, 130.000 cả nhà ơi, rất đẹp luôn. Lên giúp em màu xanh ngọc nha, màu xanh ngọc. Phơm quần là thoải mái. Chốt em màu xanh ngọc. Màu này lên giúp giùm em là màu da. Màu da em được có mấy bộ à? Mua đồ bộ nhà em thì yên tâm luôn, chị mua nhiều rồi. Em cảm ơn chế Lily Lê. Có một size 1 hả chế, 55kg đến 65-66kg là mặc ok nha, là mặc đẹp. Rồi chị nào mà nhỏ ký thì về phải vuốt vô áo vô tí xíu giúp em. Dạ em cảm ơn chế Hồ Huỳnh. Hàng sale có một size 1 hả? Nói chung là hàng này là hàng người ta bỏ cọc quá mấy chị, nên hay là không có đủ tiền. Đại khái là sau đó em không biết nữa, nhưng mà lò sale chỉ có một size 1 thôi. Có nghĩa là tách ra được có 200+ bộ là em lấy hết luôn đó. Hàng rất đẹp, hàng này mới vừa may xong đó. Lên giúp giùm em mã này nha. Màu da, màu da em chốt cho chế Hoa VT. Quần dài nha chế La Thỏ, không có quần lỡ nha. Quần này là quần dài, cái form này là quần dài chứ không phải quần lỡ. 55kg đến 65-66kg là mặc ok. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, đẹp lắm. Xanh đen em chốt cho chế Lê Yến, 130.000 à. Màu da cho chế Mai Chi. Đẹp lắm luôn nha cả nhà. Rồi, trời ơi, cái bộ màu cam. Chế nào mà nước da hơi mẩn mẩn tí xíu ha, đừng có nước da ngâm. Nói chung là nước da mẩn với nước da trắng. Lấy cái bộ này giùm em màu cam đẹp lắm. Da cho chế La Thỏ. Chốt em màu cam nha cả nhà. Đẹp quá đẹp luôn. Màu cam. Cái phơm quần nó bình thường chị nha, cái phơm quần là nó may theo cái phơm quần bình thường vậy nè. Cái mông to, cái quần nó đứng đứng xuống vậy nè. Cái này quần ống nhỏ tại giải nó không có co giãn thì là nó sẽ may theo cái phong quần này. Toàn bộ là may theo cái phong quần này hết. Mang gồ, dập ly hay này kia đồ là thường là may theo cái phong đồ này nha, tại vì nó rộng rãi thoải mái. 4XL là size cho cái chị tầm khoảng 65-66kg trở lại là cái chị mặc ok. Màu cam cho chế Trinh Hoa, chờ các chị chốt cái bộ màu cam này đi. Ở trong đây nó để là mang gồ nha chị ơi, mang gồ tầm phối mang gồ nha. Nè, giải là em bao đẹp cho mấy chị, bao đẹp và bao mát luôn, yên tâm. Nói chung là hàng đẹp đó. 55-56kg đến 65-66kg là mặc ok nha. Màu da cho chế Ánh Nguyên. Màu cam chốt cho chị Hoa Hướng Dương. Đẹp lắm, cái chị mua đi. Em bán cho cái chị là bằng cái giá lò đang bỏ cho ngoài chợ luôn, 130.000, đúng giá sỉ luôn nha. Rồi chốt giúp chị em bộ này ngoài, cái chị mua là tầm khoảng 175 là rẻ nhất. 175 là rẻ nhất, còn không là 195 nha. Rồi, màu cam chốt cho chị Ánh Nguyên luôn. Ok chứ Ánh Nguyên. Ồ, cái bộ màu cam nó đẹp các chị ơi. Màu cam đẹp lắm. Bộ màu cam là xuất sắc luôn á. Cái màu cam ở ngoài cái chị nhìn nó rất là ngọt. Rồi cái vải nè, em dơ cái vải lên các chị thấy không? Nó rủ mà nó đẹp cơ nè. Nó mềm dữ lắm. Mà chốt vải dày dặn nha, mặt rất mát. Màu cam, rồi màu này lên giúp giùm em là màu hồng phấn. Hồng ruốc đi các chị, lên giúp em màu hồng ruốc đi ha, hồng ruốc đi. Rất là đẹp luôn nè. Màu hồng ruốc. Cái này về các chị chỉ cần giặt ra thôi, các chị phơi á, các chị vũ nhẹ xuống cái giùm em ha, khỏi cần phải ủi, hàng này khỏi cần ủi. Cái màu hồng ruốc này đẹp quá. Lên giúp em màu hồng ruốc nha cả nhà, màu hồng ruốc. Hàng là dằn đái rất là kỹ luôn nha các chị, nhìn nè. Rất là đẹp. À, lên giúp em màu hồng ruốc nha, hồng ruốc. Màu vàng. Xuất sắc chưa?
màu cam cho chị Ánh Nguyệt coi. Lên với em màu vàng, màu vàng cũng đẹp nữa nè. Quá đẹp. Lên với em màu vàng nha, màu vàng. Đẹp lắm luôn á mấy chị. Vải dày dặn lắm nha cả nhà. Vải đẹp á. Hồng ruốc cho chế hoa VT. 70 tuổi mặc được không? Được chứ chế. Bộ này 70 tuổi mặc thoải mái. 70 tuổi chế lấy màu hồng ruốc hoặc là màu xanh đen giúp em nha. Có màu xanh ngọc nữa nè. Xanh ngọc thì nó là sáng chế chốt màu hoặc là màu da đó. Cái màu hồng á chế mặc được hết á. Hồng ruốc cho chế la thỏ. Đủ màu cho chế ngô đẹp. Ok chế ngô đẹp. Rồi màu trắng. Trời ơi. Màu trắng em có tầm khoảng 15-20 bộ thôi nha. Chốt nhanh nha mấy chế. Hồng ruốc cho chế mai chi. Quá đẹp luôn, màu trắng chốt nhanh mấy chị. Màu trắng em có tầm khoảng 20 bộ à. Giải dày dặn luôn nha. Nè, chốt em hồng ruốc cho chế Nguyễn Thị Lệ. 55-56kg ha. Đến 65-66kg là cái chị mặc ok. Màu trắng cho chế hoa VT. Màu trắng cho chế mai chi. Màu trắng cho chế ngọc mai. Màu trắng cho chế miền Tây quê tôi. Ở trong đây nó để là mango phối với tầm nha chị, tầm phối với mango, có nghĩa là những cái dải, những cái này là nó là mango, cái hoa hoa này là mango, còn ở này là dải tầm nha. Màu này là tầm. Màu trắng cho chế Trinh Hoa. Rất là đẹp luôn mấy chị. Dải là em bao đẹp cho mấy chị yên tâm về chất vải đi. Rồi em bán cho mấy chị là cái nào ra cái đó. Màu trắng em chốt cho chế Hồ Thị Lên. Màu hồng ruốc với màu xanh đen em chốt cho chế Lê Kim. Ok chế Lê Kim. Rồi lên giúp em màu trắng nha. Màu trắng 68kg mặc vừa không? 68kg phải gọn người mới vừa chứ ơi. 68kg chế cao 1m58, 1m6 trở lên gọn gọn người tí xíu mới vừa. 70kg không có chứ xinh mùi. Cái này nó tới 4XL là nó tầm khoảng 65-66kg trở lại là ok nhất nha. Trắng cho chế Đơm Đớm. Em chào chế Trang. Chế Trang ơi, chế Trang lấy cái bộ này đi. Trời ơi nó đẹp. Rẻ lắm luôn, 130.000 em bán cho mấy chị là bằng sỉ nghiêm luôn nha. Cái hàng này là hàng đang bỏ chợ, hàng mới vừa may xong. Nói chung là đợt này mình hên, mình lấy được 200+ bộ. Bởi vậy nó có một size thôi mấy chị, nó không có size khác nha. Ví dụ như hàng sale mà hàng đã qua mẫu rồi, hàng sale các chị sẽ lấy được nhiều size. Nhưng mà cái hàng này là hàng giống như hàng mình gọi nôm na là hàng cắt lô vậy đó. Nên là có một size một thôi. Trắng chốt cho chế Trang Nguyễn. Nếu mà bình thường mà size 5 thì chị 70kg hả? Chị 70kg là mặc không được ha. Bộ này là em canh cho mấy chị là tầm khoảng 65-66kg là cho chắc ăn. Còn ví dụ như tùy theo tạ người nữa. Còn cái quần thì 70kg là chị mặc được rồi đó. Nhưng mà quan trọng là cái áo thôi. Màu trắng với màu hồng ruốc cho chế Ngọc Huệ Nguyễn. Có màu đen chứ không có màu nâu chứ. Dạ không nhớ luôn chị Lê Kim ơi. Xanh e bơ em đang mặc cho chế Trang. Trắng em còn có mấy bộ à, cái chị chốt nhanh nha, trắng ít lắm. Rồi màu cuối cùng là màu đen cả nhà. Màu đen. Không có 70kg. Bộ này em canh cho mấy chị là 55-56kg ha. Đến 65-66kg trở lại là ok. Lên với em màu đen đi cả nhà. Màu đen có mấy bộ hả chị? Màu đen nữa nha, màu đen. Đen cho chế Trang à. Trắng cho chế La Thỏ. La Thỏ này có rồi hả? La Thỏ này có rồi hả chứ? Cái chị bình luận một lần giúp em thôi nha. Đúng rồi, chế La Thỏ có rồi. Bình luận một lần giúp em thôi. Bình luận hai lần là hai bộ đó. Đen cho chế Kim Hoa. Cái này hình như là có 10 màu á chị. Chị Nguyễn Nhung hình như 10 màu á chị. Em thấy chị Lê Kim có số điện thoại rồi ha. Có màu xanh đen như chị Hồng Hạnh. Một bộ trắng, một bộ đen cho chị Tạ Như. Đen cho chế Mai Trần. Nó có một size một thôi các chị. Em chỉ lấy được có một size. Có như người ta cắt lô ra cho mình được có một size 4XL thôi. Là 55-56kg đến 65-66kg. Còn ví dụ như các chị về thì có chị nào mà gọn gọn người thì 67-68kg nha. Nhưng mà cái này em canh ở trên live cho mấy chị thì em canh chỉ có tới 66kg thôi. Cái quần này thì 66-67kg các chị mặc được nè. 67-68kg mặc ok đó. Nhưng mà quan trọng cái áo nè nha. Gọn gọn người thì mặc mới ok. Không ít size nhỏ chị. Đen cho chế Dương Rạng. Còn các chị thích ví dụ
như cái chị mà dưới 55kg thì về cái chị chịu khó, cái chị vuốt nè, cái áo này dễ lắm, tại vì áo này không có nhấn ben, không có gì chân á, cắt rất là dễ, chỉ cần vuốt vô thôi là cái áo của mình tự động sẽ gọn lại nha, rất là dễ luôn. Rồi em lên lại màu cho cái chị nha, rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Cái quần nè, cái quần mai viền cho cái chị nè, cái vải nó mướt rượt nè mấy chị, đẹp dữ lắm. Em đang mặc là màu xanh bơ nha, màu xanh bơ. Rồi em lên lại màu cho mấy chị nè, nó không có size nha mấy chị, em chỉ lấy được có một size, một là size 4XL thôi, 55-56kg đến 65-66kg là mặc đẹp. Nên với em màu này màu hồng nha, màu hồng đẹp lắm luôn. Hàng nè, hàng còn nguyên tem nguyên ấy cho mấy chị luôn, là hàng mới đàng hoàng luôn nha. Giống em màu này màu hồng, bơ xanh ngọc với cam hồng rút trắng cho chế Thanh Thúy. Ok chế Thanh Thúy, lên với em màu hồng nha, màu hồng em chốt cho chế Trang. Chế Trang lấy đủ màu đi chế Trang ơi, màu nào cũng đẹp trơn á. Chốt em màu hồng rút nha các chị, màu này màu rút đi, lên với em màu rút nha, màu hồng rồi màu này là màu rút. Chị Trang Nguyễn là màu hồng đúng rồi, màu rút giúp em nha. Chế Trang lấy đủ màu đi, đẹp lắm. Chị Lê Kim ơi, em chỉ canh được 65-66kg đó mẹ, chị mặc vừa thì chị lấy nha, còn không vừa em không có chắc ăn nha chị. Tại vì á, là cái này á, 4XL thì nó tương đương tầm khoảng size 4 ở bên em thôi, còn mẹ chị mặc size 5 là em không biết vừa hay không nha, vậy em xả đơn nha. Không có màu nâu chị Lê Yến. Em đã nói nãy giờ mấy chị, em tư vấn cho chị nãy giờ mà. Rồi vậy là xả của chị ấy ra đi em. Vậy rồi của chị Lê Kim em xả ra nha. Ừ, để đây đi chị. Chắc ra phía sau á. Một bộ xanh bơ cho chế Trinh Hoa. Xanh đen với hồng rút em chốt cho chế Lam Công. Xanh bơ chốt cho chế Nguyễn Thị Kim Thoa. Vậy là của chị Lê Kim em xả ra nha chế ơi. Để thôi về mà không vừa mất công. Với lại chị mua cho mẹ chị nữa. Rồi màu đen nha cả nhà, chốt em màu đen nha, màu đen 55-56kg đến 65-66kg là em bảo đảm cho mấy chị, còn hơn nữa thì em không có bảo đảm nha mấy chế. Rút em chốt cho chế An Trương, rút cho chế Trang rồi á, chế Trang em lấy cho chế rồi. Đơn của chị bộ hồng với bộ rút luôn á, hai bộ. Dòm đơn bà Lai chung với áo bà Ba mới gọi nha em. Ok chế Dương Đạn. Rồi màu trắng đi cả nhà. Ôi ơi cái màu trắng các chị ơi, màu trắng các chị mặc rất là đẹp luôn á, màu trắng sữa. Trắng này mặc là bao sang luôn. Lên với em màu trắng nha, chất vải nó dày lắm nha, chất vải nó dày dặn lắm nên cái màu này các chị mặc khỏi cần sợ phải lộ hàng, lộ quần con gì trong này, rất là đẹp luôn. Trời ơi vải nó mềm như tơ vậy đó chế. Chứ chị nhìn em cầm là cái chị biết rồi nè, nó rủ như thế này nè. Em nói, em nói với cái chị là hàng này là em bao đẹp cho mấy chị mà, về nhận giải không đẹp trả lại cho em nha. Em bao hàng cho mấy chế luôn á, bao giá luôn. Chị Lam Công là gửi cho chế Lam Công luôn. Chế Lam Công là có view, có đơn của mình rồi đúng không? Rồi màu xanh đen nè cả nhà, màu xanh đen. Chốt em màu xanh đen à. Màu xanh đen, ờ sao em thấy giống khách mới chị chế Lam Công. Là chị Công Lam cũ á, coi em tra thử còn địa chỉ không. Sợ lâu quá không có còn địa chỉ á, chị Lam Công ơi, chị Lam Công cho mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn đi chị. Lên giúp em màu xanh đen nha cả nhà, màu xanh đen. Chốt em màu xanh đen nha, màu xanh đen. Hàng không đẹp không lấy tiền luôn, 130.000 một bộ. Chị xanh đen cho chế Kim Thoa. Trắng em chốt cho chế Trang Vương. Xanh đen cho chị Hồng Hạnh. Màu vàng giúp em đi cả nhà, màu vàng đẹp quá chừng luôn. Vàng này mặc lên trắng da lắm. Xanh đen cho cô Báo Ngô. Xanh đen cho chế Kim Hoa. Xanh đen em chốt cho chị bé Ba Thị Nguyễn. Màu vàng giúp em nha cả nhà, chốt em màu vàng đi các chị. Đẹp lắm cả nhà ơi. Ô đây vải đẹp xuất sắc luôn. Cái bộ lam Latin của em hôm bữa cái chị mua nó đã đẹp rồi đúng không? Cái bộ này nó đẹp gấp 3 lần chứ không phải gấp đôi. Vải nó đẹp lắm. Xanh đen chế Kim Hồng có rồi thôi chứ. Em bấm đi chị. Chế Kim Hồng có chưa? Kim Hoa à, tới chị
hả? Đúng rồi. Rồi xanh đen cho chiếc kim hồng, vàng cho chiếc ngoan võ, vàng cho chiếc trang nguyễn, vàng cho chiếc kim hoa. Nói chung là bộ này là em lấy chỉ có được một size một thôi, size 55-56kg đến 65-66kg là các chị mặc ok nha. Xanh đen cho chị Tống Đỗ. Đơn chưa có đi chứ đón miền Tây, đơn mới gọi là em chưa đi, chiều em mới đi chứ mua đem dồn đơn được đó. Rồi bộ xanh bơ cho chị đón miền Tây. Màu vàng em chốt cho chế hoa hướng dương, màu đen cho chế nguyễn xanh. Dạ không có size 75kg Phu Nghe ơi. Bộ này con không có size 75kg, 65-66kg trở lại à. Xanh đen chốt cho chế Ngọc Điệp. Rồi màu vàng nha cả nhà, màu vàng. Màu da em có vài bộ thôi, cái chị chốt nhanh nha. Màu da em còn 2, 4, 6, 7 bộ nữa em hết rồi. Chế Lam Công, cái thơ hai bộ của chế Lam Công lấy ra gọi trước đi chế Hương. Chế Lam Công có công chuyện hay gì á. Màu da em chốt cho chế Trang Nguyễn, màu da cho chế Kim Hoa, màu da cho chế Ngoan Võ. Rồi màu da cho chế Miền Tây Quê Tôi. Rồi em còn 3 bộ nữa hả cả nhà ơi, em còn 3 bộ da nữa là em hết rồi. Chị đón miền Tây là bộ chị mặc cái sân bơ. Đơn của chị Thanh Nguyễn có gọi chúng đơn chưa Quyên? Thanh Nguyễn có gọi rồi nhưng mà cái cô bé chị không có lấy thêm quần dùm. Chị không có lấy thêm quần, chị nói cháo chị ngày mai để chị bấm riêng rồi chị mới gọi lại. Không, cái bé đó nói là để hỏi chị rồi gọi lại cho mình á. Tại hồi nãy em gọi người hơn đi chị. Chờ em xíu nha cả nhà. Giải đẹp lắm, giải là em bao hàng cho mấy chị đó. Riêng bộ này là cái bộ lam, hôm bữa cái chị mua lam Latin là nó đã đẹp rồi. Cái bộ này nó đẹp gấp mấy lần luôn, giải nó dày dặn hơn luôn nha cả nhà. Da cho chế miền Tây Quê Tôi. Da cho chế Ngoan Võ nè chứ. Da cho chế Diệu Liên. Rồi chứ lấy thêm da coi đủ chưa, coi chừng thiếu đó. Chứ đó hai bộ da rồi, còn hai bộ nữa đúng không? Da còn hai bộ. Da cho chế Kim Hoa, da cho chế Ngọc Điệp là em hết da rồi, em hết da nha cả nhà. Rồi lên giúp em mã ngọc đi các chị, mã ngọc màu xanh ngọc nè. Da em hết chị Tạ Như ơi, bộ em mặc toàn nha, bộ em mặc là xanh bơ, một bộ vàng với một bộ xanh bơ cho chế Yến Nguyễn. Cái này không có size 5 nha, cái này không có size 5 nha chế Nguyễn Xuân Hồng ơi, nó chỉ có size 4XL, 65-66kg trở lại thôi chế. Bơ cho chế Rosie Đòn, bơ cho chế Thanh Duy. Da da chị Ngọc Điệp có rồi á chị. Da chị Ngọc Điệp hồi nãy em mới có đó, là em hết da luôn rồi đó. Rồi lên giúp em xanh ngọc đi cái chị, xanh ngọc rất là đẹp luôn. 130.000, 55kg đến 65-66kg. Form rất là vừa mặt luôn nha cả nhà. Em là 1m58 nha. Em nặng 50kg là em đang mặc cái bộ này nè. Mặt thì cái nó sẽ hơi rộng rãi tí xíu nha, nhưng mà 55-56kg đến 65kg, 55-66kg là cái chị mặc ok. Rồi chốt giúp giùm em nha cả nhà. Màu em đang mặc là màu xanh bơ nha. Ok, chế Ngoan Võ, cái bộ da của chế Ngoan Võ xả ra đi, em đổi lại cho chị màu xanh ngọc. Rồi bộ da chị chốt cho chị Tạ Như. Da đổi qua cho chị Tạ Như. Rồi ok, chế Ngoan Võ nha, một bộ xanh ngọc cho chế Trinh Hoa. Trắng cho chế Rosie Đòn. Đen cho chế An Trương. Da hết là chế Lê Yến rồi. Rồi cái bộ màu cam này là xuất sắc luôn nè cả nhà. Cho em bộ xanh ngọc nè. Xanh bơ size số 4 cho chế Linh Trương. Bộ màu cam này các chị nên lấy nha các chị ơi, nó đẹp dữ lắm. Màu xanh ngọc cho chế bé Ba Thi Nguyễn. Chớ em màu cam đi cả nhà, màu cam.
Chị Lam Công ơi, mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho chị rồi đó. Thì bạn đọc lại cho chị cái màu rồi đó chị. Mấy bạn đọc lại cho chị cái màu gì? Bà like cái bộ này có màu đen nha chị Tùng Nguyễn nha. Cam cho trái miền Tây quê tôi. Của chị hai bộ gì vậy chị Hương? Trời ơi sao mấy bạn nhà em đọc mấy chị không nghe. Thì chị chốt làm sao, chị bình luận làm sao em lấy cho chị như vậy đó. Và mấy bạn nhà em chốt đơn cho mấy chị đọc, mấy chị cũng không có thắc mắc coi là đúng hay sai nữa hả. Chốt em màu cam đi cả nhà, màu cam. Màu cam này là đẹp, rất là đẹp. Các chị nên lấy cái bộ màu cam này nè. Trời ơi. Không đọc thì chị phải kêu mấy bạn đọc coi đúng màu hay không. Chứ lên nói với em chi. Rồi lên nói với em cũng như không à. Mấy bạn chốt đơn mới là quan trọng. Cho chị một bộ trắng đi em. Ok, cho chị bỏ kim hương. Rồi em dơ lại màu cho mấy chị nè. Em mặc là màu xanh bơ nha. Chốt em màu xanh bơ nha cả nhà. Bộ màu vàng nè các chị đẹp quá. Em mặc mấy cái màu đỏ nổi luôn. Cái màu vàng này mặc lên trắng tươi luôn á. Bộ xanh ngọc chị nha. Mặc lên trắng tươi luôn cả nhà ơi. Có 130 ngàn. Vải đẹp xuất sắc luôn. Vải này nó vừa dày dặn mà nó vừa mát nha mấy chị. Chốt màu đen cho chế Tùng Nguyễn. Ở cho chị xem màu đen ha. Ok đây màu đen. Trời ơi, màu đen là nó bao đẹp rồi chứ. Không cần phải suy nghĩ gì nữa chứ. Em nói là luôn màu đen là lúc nào nó cũng vậy đó. Là nó bao đẹp rồi nha. Không có cần phải suy nghĩ. Rồi lên giúp em màu đen nha. Chốt hàng nhắn tin lại cho chị ok chứ Trang. À, cái lô này về là mấy chị không có chê vào đâu được á. Lô này về rồi kiếm em mua tiếp. Đẹp lắm luôn nha. Cái chị nó có độ co giãn nhẹ nữa nha. Rồi em dơ lại màu cho cái chị nha. Em đang mặc là màu vàng nha. Màu này lên với em màu đen nè chế. Giải đẹp lắm chứ ơi. Giải này cái chị mua mà mai mấy bộ đồ lam bình thường ở ngoài cái chị mua cũng phải 190-195 đó. Mà mẫu hơi sang sang hơn tí xíu là 200 mấy nha. Đẹp lắm. Không vừa cô nghe ơi. Rồi chốt giúp em bộ này nha cả nhà. Lên giúp em màu đen nha. Màu đen. Đen với xanh đen cho chế Nhung Nguyễn. Ok chế Nhung Nguyễn. Rồi màu trắng nè cả nhà. Bữa giờ cái chị nào đang tìm màu trắng nè. Cái chị chốt đi đẹp dữ lắm. Giải quá đẹp luôn. Giải quá xuất sắc. Lên giúp em màu trắng. Size 55-56kg nha chị ơi. Đến 65-66kg mặt vừa. Một bộ đen cho chế Tùng Nguyễn. 130 ngàn bộ thôi. Em bán cho cái chị là bằng với giá sỉ luôn đó nha. Hàng này là hàng mới mai ra luôn. Cái chị đẹp này em chốt đi đẹp vậy đó. Quá rẻ luôn á. Ở trong đây nó để là tầm ý nha chị ơi. Tầm chứ không phải tầm ý nữa. Để tầm phối mang gồ nha. Nói chung là giải là không có phải lo đâu mấy chế. Trắng em chốt cho chế Thu Đòn. Mua đi rồi về vài bữa kiếm em là không có còn hàng đâu. Hết trơn rồi đó. Được có 200 mấy chục bộ là em lấy hết rồi đó. Rồi màu xanh bơ đi cả nhà. Màu xanh bơ quá đẹp luôn nè. Chớ em màu xanh bơ nha. Màu xanh bơ. Phơm vừa mặt lắm chứ. Áo mặt cũng vừa mà quần mặt cũng vừa mặt lắm. Chớ em màu xanh bơ nha. Đẹp quá cái màu xanh bơ. Tay lỡ nữa chứ. Rồi chớ em màu xanh bơ nha. Màu xanh đen. Chớ em màu xanh đen. Màu xanh đen nha cả nhà. Màu xanh đen trắng với đen cho chế Út Phan. Bộ xanh đen, bộ màu đen với bộ màu trắng cho chế Quang Hiếu. Rồi lên giúp em màu xanh đen nha. Đây màu xanh đen nè. 55-56kg đến 65-66kg vừa nha chế. Rồi lên giúp em màu này là màu xanh đen. Màu xanh đen. Màu trắng cho chị bé Ba Thiên Nguyễn. Rồi màu này lên giúp em màu xanh ngọc đi cả nhà. Màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc nha, màu xanh ngọc. Không có miễn ship nha chị ơi. Mua bao nhiêu bộ ship cũng 25 ngàn giúp em, không có miễn ship.
Rồi chốt giúp dùm em bộ này nha các chị. Chốt em màu xanh ngọc nha, màu xanh ngọc. Màu xanh đen cho chế đơm đớm. Màu ruốc. Cái màu ruốc nó đẹp. Màu đen với màu xanh đen cho chế Nguyễn Phụng. Quá đẹp. Lên với em màu ruốc nha cả nhà, màu ruốc. Đẹp nè. Ruốc chốt cho chế Tạ Như. Trắng cho chế Tình Phụ. Chế em màu ruốc đi, cái màu ruốc này quá đẹp luôn mấy chế. Ruốc cho chế Linh Trương. Ruốc cho chế Út Phan. Vàng cho chế Tình Phụ. Lấy luôn màu xanh bơ đi chế Tình Phụ ơi, với màu cam luôn. Chế mặt mấy cái màu đó lên đẹp đó. Màu xanh bơ quá đẹp luôn với màu cam. Lên giúp em màu này nha cả nhà. Chốt em màu này là màu hồng, màu ruốc nha, màu ruốc. Rồi lên giúp em màu này là màu hồng. Màu xanh đen cho chế Vương Nguyễn. Chế Linh Trương hồi sáng có đơn hả chế? Hồi sáng có đơn hay sao chế ơi? Các chị có đơn dồn thì nhắc mấy bạn chốt đơn nha. Tại vì em không có biết đơn như thế nào mà em ok nha mấy chế. Nên là có gì thì cứ nói chuyện với mấy bạn chốt đơn giùm em. Ở trong đây nó để là tầm phối mango nha chị ơi. Giải là em bao đẹp bao xịn cho mấy chị luôn. Màu ruốc em chốt cho chế Tố Quỳnh Huỳnh Tô. Cho chế Tô Quỳnh. Ok, ok chế Tô Quỳnh. Rồi màu này lên giúp em màu hồng đi cả nhà, màu hồng. Nó cùng một size một hết nha chị ơi. Nó có một size một hà. 55-56kg đến 65-66kg trở lại mặt giường. Có một size một màu nào cũng vậy đó. Rồi lên giúp em màu này màu hồng nha cả nhà. Chốt em màu hồng hả? Màu hồng. Rồi màu cam. Màu cam quá đẹp luôn, mặt màu cam. Màu ruốc cũng đẹp, màu cam cũng được, màu vàng cũng đẹp. Chốt lẹ mấy chế ơi, em được có 200 bộ thôi, 200 mấy bộ thôi đó, không được 250 nữa. Cam ha, cam. 55-56kg đến 65-66kg mặt giường. Chốt em màu cam nha cả nhà, màu cam. Đẹp quá. Hồng cho chế Thái Ngân một bộ. 66kg cao 1m55 trở lên nha chế. Cao 1m55 trở lên giúp em nha. Rồi, ra lại cho cái chị vào sau một lần nữa xong rồi em qua mẫu nha. Lên giúp em màu này màu hồng nha cả nhà, chốt em mã hồng nha. Đẹp lắm cả nhà ơi, cả nhà mua đi, mỗi một chị 2-3 bộ để dành mặt đi. Đẹp lắm, mặt ở nhà cũng đẹp. Cái này cái chị mua cho mấy bác lớn lớn tuổi mặt cũng ok nè. Em thấy ở nhà mấy bác mặc cái này nhiều lắm, cái dạng này nè. Màu hồng lên với em màu này màu vàng nha cả nhà, màu vàng. Trẻ trẻ tí xíu, u đâm mấy rồi trở xuống thì lấy mấy cái màu sáng sáng mặt nó đẹp, trẻ. Lên giúp em màu vàng nha cả nhà, màu vàng. Chị nhận hàng rồi. Trả ba cái. Họa tiết đây là sao? Đẹp hay là ok, em cảm ơn chế Nguyễn Hằng. Dạ, cảm ơn chế Nguyễn Hằng ạ. Cam 65kg chị Ngọc Trinh. Chị Ngọc Trinh cho em giúp giùm em số điện thoại chế với chiều cao luôn. Cho em số điện thoại chiều cao luôn chứ hơn. Rồi màu hồng, là màu này màu ruốc đi cả nhà, màu ruốc. Không, lụa Latin em hết rồi chứ ơi. Giải này nó đẹp hơn lụa Latin nữa, nó dày dặn hơn lụa Latin nữa nè. Nó mát rượi rượi vậy đó. Lên với em màu này màu ruốc nha cả nhà, màu xanh ngọc với màu vàng cho chế Mille. Màu ruốc cho chị Ngân Tường. 42kg mặt rộng lắm chị Lê Thị Ngang ơi. Lên với em màu này nha cả nhà, màu ruốc giúp em nha, màu ruốc. Quá đẹp. Chốt em màu ruốc. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh ngọc. 55-56kg trở lên và 65-66kg đổ về. 130.000 một bộ chị. Lên giúp em bộ này là màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc nha.
bao nhiêu tuổi mặc được. Dạ tùy mình thôi chị, mình thấy tuổi mình mặc được là mặc được nha, chứ cái này không có phân biệt tuổi. Mình thấy mình mặc được là mình mặc được nha, chứ không có ai quy định là cái bộ đồ này 50 tuổi trở xuống nha. Bà nào 51 tuổi mà mặc là tôi chê đó. Rồi chốt giúp em mã này, mã Ngọc nha, cái chị mã Ngọc. Chị Ngọc Trinh lên giúp giùm em số điện thoại nha. Tại vì mỗi một người là một cái gu thời trang. Nhiều khi người ta trẻ nhưng mà người ta thích những cái mẫu trẻ, còn có những chị trẻ trẻ thì thích cái mẫu nó đứng đứng. Nói chung mình thấy hợp nhãn của mình cảm thấy mình mặc được là được thôi mới chết. Xanh ngọc với xanh bơ cho chế Tô Quỳnh. Rồi màu xanh đen nha, màu xanh đen. Em chỉ có một cái là em làm một em giống như em đi tìm sản phẩm và em dơ mẫu lên cho mấy chị coi thôi. Còn về chọn mẫu để cho phù hợp là cái đó là do mình nha. Cái mẫu nào phù hợp với mình thì mình làm mà. Chứ nhiều khi em tư vấn cho cái chị được nhưng mà về mình cảm thấy mình mặc không có hợp với mình không có tự tin mình mặc cái bộ đồ đó. Chốt em màu này màu xanh đen nha cả nhà. Rồi em thấy số điện thoại của chị Ngọc Trinh không có màu xanh riêu, có màu xanh bơ với màu xanh đen. 49kg là mặc như em mặc vậy đó chị. Có đồ mà áo dài hơn không? Không chứ, áo này mà chưa chịu dài nữa hả? Áo này em 1m58 thì mặc rồi, em thấy nó vừa rồi đó. Màu xanh ngọc chốt cho chế Hoa Hướng Dương. Cái áo này không có ngắn đâu nha. Rồi lên giúp giùm em là màu xanh đen cả nhà, màu xanh đen. Áo này là form rất là vừa mặc, chiều cao 1m50 nặng 47kg là mặc vẫn bị rộng nha chị. Mình chịu á thì mình về mình vuốt cái áo vô nha. Xanh ngọc, cam, xanh đen, xanh bơ cho chế Hóa Tiết. Nói chung là bộ này 55-56kg trở lên, 65-66kg đổ về là ok nha các chị ha. Cái này là vải, nó là vải mango phối với lại là tầm ý nha chế ơi, chứ không phải là vải thun nha. Cao 1m6 nặng 54kg màu xanh đen cho chế Bùi Tiết Mai. Rồi lên giúp giùm em nha các chị. Em là 1m58, em nặng 50kg đó. Cái vải này nó rủ nên là cái chị mặc nó vậy nè nha. Ví dụ như cái chị mặc về rộng á thì cái chị vuốt hai bên đây nè, rất là dễ. Cái gì? Chị Hóa Tiết ơi, cái số điện thoại của chị là 0919062089 là phải. Số này còn xài không chứ? Số này mình còn xài không ạ? Tại em thấy có một đơn thuê bao ngày 12 tháng 3 nè. Ủa lại này chị cho số mới hả? Cái số này số mới mà Quyên. Chị cho lại số mà. Coi lại số điện thoại giùm em có đúng chưa nha chị ơi. Cái đơn ngày 12 tháng 3 là bên em gọi thuê bao nha. Coi kỹ số điện thoại giùm em nha chứ. Bảy mươi ký em không có chứ. Chị có xanh đen không em? Chị có nghe em đọc tên chị không? Chị Hồng Hạnh thôi chứ giờ chị hỏi ngược lại em không có biết nha chứ ơi. Còn chế có bình luận là có rồi. Hồi nãy chế xanh đen 65kg là em đọc tên rồi nè, có rồi đó. Xanh đen cho chế Trần Xuân, xanh ngọc cho chế miền Tây quê tôi. Màu xanh đen giúp em nha cả nhà, màu xanh đen. Là số đó là số đúng đúng không chị ơi? Số đúng đúng không? Rồi màu này lên giúp em màu trắng nha cả nhà, màu trắng. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, cái bộ màu trắng. Dạ ok chế Nguyễn Hằng. Em cảm ơn chế Nguyễn Hằng rất là nhiều. Một bộ màu rút cho chế Phương Nguyễn. Rồi màu trắng nè cả nhà. Ok chế Hóa Tiết hả? Em sợ mới gọi mà mấy chế không được bỏ qua mẫu này uổng lắm á chị, rất là đẹp luôn á. Trắng em chốt cho chế Thái Ngân. Trắng em còn được có 3-4 bộ nữa em hết rồi. Cái chị chốt nhanh để hết là uổng. Màu trắng đẹp. Màu trắng là tuổi nào cũng mặc cũng ok hết nha các chị. Rồi màu đen nha cả nhà, màu đen. Trắng chốt cho chế Tô Quỳnh. Để đừng hỏi gọi cho Tô Quỳnh gọi
đang có chị Tô mình gửi luôn, ok. Có địa chỉ. Ok, chế miền Tây quê tôi. Chị Nguyễn Trinh ơi, cái này là nó em lấy được có một size 4XL thôi nha. Hàng người ta cắt ra cho mình được có 4XL thôi mà. 55-56kg đến 65-66kg là mặc vừa. Trắng em chốt cho chị Anh Thi. Vải tầm phối với mango nha các chị. Có nghĩa là cái màu này là vải tầm, còn cái phối này là mango. Màu đen em chốt cho chế Thỏ Nguyễn. À, chế Thỏ Nguyễn bơm hàng. Gọi nhiều ngày không nghe máy. Bơm hàng nha chế Thỏ Nguyễn. Chị muốn mua hàng lại chị chuyển khoản cho em 100% em mới đi đơn. Lên giúp giùm em mã này nha các chị, màu đen. Chốt em màu đen nha, màu đen. Rút em chốt cho chế Hiền Nguyễn. Rồi màu này lên giúp em màu xanh bơ đi các chị, màu xanh bơ. Chốt em màu xanh bơ. Màu xanh bơ nha các chị ơi, trắng chốt cho chị Yến Nhi. Nào cũng trong. Màu xanh bơ quá đẹp luôn cả nhà ơi, màu xanh bơ. Xanh bơ em cũng còn ít thôi nha cả nhà, xanh bơ em còn có 5 bộ à. Chế nào còn đang phân vân thì lấy đi để hết đó, màu xanh bơ rất đẹp. Màu xanh bơ cho chế Anh Thi. Đây màu xanh ngọc nè, để em mặc cho mình xem. Màu xanh bơ với màu xanh ngọc em còn ít nè mấy chị ơi, màu rút còn cũng ít nữa. Chế chốt nha, màu em đang mặc là màu cam nha các chị, màu cam. Năm mươi lăm năm mươi sáu ký ha, đến 65-66kg là mình mặc ok, rất là đẹp. Đây màu xanh ngọc nè chị, em là 1m58 nha, em có 50kg rồi mấy chế. Gãi nó rất là rũ và nó rất là đẹp và nó rất là mát luôn. Nói chung là phơn vừa mặt nha cả nhà. Em mặc là nó cũng phủ cái gót chân của em. Rồi chốt giúp em màu này ha, màu xanh ngọc. Một bộ màu xanh bơ cho chế Nguyễn Tuyền. Size 55-56kg nha cả nhà. Đến 65-66kg trở lại là ok. Em chào chị Thi Úc Lê. 130.000 một bộ. Phí ship là 25.000 trên một đơn. Chị nào muốn miễn ship thì cái chị mua từ 3 bộ trở lên chuyển khoản 100% em sẽ miễn ship nha. Mua từ 3 bộ trở lên chuyển khoản 100% cái chị sẽ được miễn ship à. Xanh ngọc chốt cho chế Kim Hồng. Thêm trắng cho chế Hoa VT. Là em hết trắng luôn nha. Là hết trắng luôn nha cả nhà ơi. Xanh bơ còn có 3 bộ à. Cái chị chốt xanh bơ nhanh để hết đó. Xanh ngọc em cũng còn có vài bộ thôi. Rút cũng còn ít à. Trắng là hết nha cả nhà. Mặc màu hồng ấy, màu hồng đẹp nè, mới chế không chứ. Rồi em mặc là xanh ngọc nha. Một bộ xanh bơ cho chế Trinh Hoa, ok chế Trinh Hoa. Mẫu em mặc là size 51kg là chị mặc như em mặc vậy đó chị Nguyễn à. Nó hơi thoải mái nha chế, rộng rãi thoải mái. Cái hàng này em chỉ lấy được có 1 size 1 thôi, hàng đẹp lắm đấy chứ ơi. Trời ơi cái bộ màu hồng đẹp quá. Bộ màu hồng phối với hoa nhím. Phối với hoa nhím nhím. À 55-56kg nha. Ở chị 50, chị mà 51kg là chị mặc như em mặc vậy đó. Em là 1m58, em nặng 50kg đó. Rồi chốt em màu hồng nha cả nhà, màu hồng. Xanh ngọc chốt cho chế Ngọc Trinh. Dạ nếu như mà mình không có xài thẻ, mình không chuyển được thì mình trả 25.000 tiền phí ship chứ. Còn chị nào mà không, chị nào mà mua 3 bộ trở lên mà chuyển khoản 100% thì em miễn ship. Còn không thì mai mốt cái chị có thời gian cái chị làm thẻ đi, làm thẻ ngân hàng giờ cũng dễ lắm đấy chứ. Mình để sẵn vô tầm khoảng 1 triệu, 2 triệu gì đó, cái chị để sẵn cái mình có cần gì mình chuyển khoản, mình mua đồ mình chuyển khoản rồi đó, được miễn ship đó. Chị Thi Úc Lê thì em nói rồi đó, là bộ này là em canh cho mấy chị 55-56kg đến 65-66kg, còn chị nào 51-52kg thì mặc như em mặc vậy đó, chịu đó, thì mình chốt nha.
hồng 55kg cho chế Vân Phan. Thuê bao ngày 5 tháng 9, thuê bao ngày 12 tháng 9, xả hai đơn, khách xem lại số điện thoại. Chế Vân Phan là 0903924451. Em gọi Quyên, em gọi liền số điện thoại này cho gọi được không Quyên? Mobile nè. Chế Vân Phan có hai đặt bên em hai lần, đều thuê bao hết hai lần rồi. Coi kỹ số điện thoại giùm em nha chị. Lần thứ ba này em gọi không được nữa là mai mốt chị mua hàng là chị phải cọc giúp em mới đi đơn nha. Xả nhiều lần quá. Rồi lên lại màu một lần nữa xong em qua bà ba nha mấy chị. Em qua mẫu khác cho mấy chị nha. Em đang mặc là mã hồng, mã này lên giúp em mã xanh đen cả nhà. Xanh ngọc cho chế Lan Hứa. Chỗ em xanh đen cả nhà mình lên xanh đen. Cái này con không có đặt con nha ơi. Cái hàng những cái hàng này con không có đặt tại vì đặt giá nó rất là cao nha. Đặt là không bao giờ có giá 130.000, chỉ chờ hàng sale. Chỉ chờ hàng sale của người ta mới có cái giá này cho các cô với các chị để mua. Còn nếu như mà con đặt size lớn là chắc chắn bán ra cũng phải 180-190 một bộ. Đó là hàng này là con sẽ không có đặt hàng mà con chỉ chờ hàng sale thôi. Nên là ví dụ như bây giờ nó không có size lớn thì con cũng chịu thôi nha. Với lại là hàng đặt là phải đặt từ vài trăm bộ trở lên chứ không có đặt được vài chục bộ. Đó. Rồi chốt giúp giùm em màu này màu xanh đen nha. Màu xanh đen cho chế Thu Hằng. Không có màu riêu nha chị Linh Nguyễn. Xanh đen em chốt cho chế Hiền Nguyễn. Rồi chốt em màu xanh đen. Hàng sale là hàng, nếu như mà hàng đặt là không bao giờ có giá này á cô. Với lại là con cũng không có dám đặt mấy cái mẫu này về nữa, tại vì giá nó cao quá. Bình thường giá gắn nghiêm của nó cao lắm. Chị Vân Phạm là hồi nãy có bộ gì rồi, màu xanh là màu hồi nãy bộ màu hồng rồi, bây giờ lấy thêm màu xanh đen. Hồng cho chế Trần Xuân. Cái bộ này nó là size 4XL là con mới lấy nè, chứ nếu như mà nó là 2XL hay gì size 55-56kg con cũng không dám lấy nhiều nữa. Tại vì đặt hàng là khó lắm, đặt hàng là phải đặt đủ size, hàng đặt là giá nó phải khác chứ không có, nó không có rơi vô hàng sale. Rồi chốt giúp em màu này nha cả nhà. Chị Bùi Tiết Mai là hồi nãy hình như được có một bộ rồi đó chị. 55-56kg đến 65-66kg mặc vừa chị Nguyễn Giao. Rồi chị coi chị 57kg chị mặc ok không nha. Rồi chốt giúp giùm em bộ này bộ màu cam đi cả nhà. Chốt em màu cam nha. Rồi được không em? Chị nói chị cho số tài khoản, chỉ chuyển khoản kìa. Chị chốt hai bộ đó. Có gì em nhắn qua cho chị. Chút xíu mấy bạn nhà em nhắn qua cho chị nha. Chị Vân Phan Phan. Lên giúp em màu cam đi cả nhà, màu cam. Tại vì hàng này á là hàng lò đang bỏ ngoài chợ nha mấy chị, mới vừa may ra xong luôn. Nhưng mà có một khách là người ta bận việc gì đó không biết nên người ta cọc rồi mà người ta không có lấy ha. Nên là người ta cắt ra. Nên lò cắt ra 200+ bộ này là sale, tính vô cái giá sale cho em nên là mới được cái giá sale cho mấy chị. Còn bình thường bộ này là không bao giờ có giá đâu, tại vì cái giá này người ta đang bỏ ở ngoài là 130.000 là giá sỉ rồi đó. Màu cam em chốt cho chế Hồng Trần. Màu cam cho chế Vân Phan. Hàng là em bao đẹp cho mấy chị luôn mà rất đẹp nha. Mà được size 65-66kg nữa, quá ok luôn rồi mấy chế. Hàng là may dằn đái hết luôn nha cả nhà. Giải dày dặn rất đẹp và rất mát luôn. Áo bà ba hả? Chút xíu lên áo bà ba chứ. Rồi bây giờ dơ màu lại một lần nữa nha. Chết chứ đẩy hết vào đây. Rồi màu cam nha, màu cam chị Thu Hằng có rồi, đúng không? Màu cam chị Thu Hằng có chứ. Ok, cam cho chế Thu Hằng, cam cho chế Phương Dư. Màu em đang mặc là màu hồng nha các chị, màu hồng. Rồi màu này là màu xanh đen, màu xanh đen em còn được có vài bộ nữa hả, có hai bộ nữa hả các chị. Chế nào xanh đen thì chốt nhanh nha, xanh đen còn có hai bộ nữa hết rồi. Chốt em xanh đen cả nhà, xanh đen. Rồi xanh ngọc cũng còn được có 3-4 bộ nữa thôi. Chốt em màu xanh ngọc. Xanh ngọc em cũng còn được có 3-4 bộ nữa hả. Chốt em màu xanh ngọc nha cả nhà, màu xanh ngọc.
55 56 kg đến 65 66 kg là ok. Rồi lên giúp em màu xanh ngọc. Rồi màu đen. Màu đen thì còn được chục bộ. Màu đen nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Cái vải nè cả nhà, vải đẹp lắm. Màu đen. Lên giúp em màu xanh đen cho chế Nguyễn Giao. Có màu đen nè chế Như Ngọc Thạch. Màu đen đẹp dữ lắm luôn á. Màu đen giờ các chị nhìn cái vải ở ngoài là các chị ghiền luôn. Lên giúp em màu đen. Ngọc em chốt cho chế Anh Thi. Màu đen em còn tầm khoảng 10 bộ nữa em hết màu đen nha. Nào thích màu đen thì chốt nhanh. Đây màu rút nè chế, màu rút là bao đẹp luôn, là 3 bộ đen cho chế Như Ngọc Thạch. Cam với ngọc cho chế Lệ Huyền. Đây màu rút nè, màu rút đẹp lắm, chốt đi chế. Màu rút em cũng còn ít lắm, màu rút em cũng còn tầm khoảng 10 bộ nữa em hết rồi. Rút phối cho cái màn gồ bông hồng rất là đẹp luôn. Màu rút giúp em nha, màu đen. Cái này không có size nha, chị Tinh Bảo ơi, em không có size 70kg chị Hạnh Nguyễn. Hàng này em có một size duy nhất, màu nào cũng có một size thôi. 55-56kg đến 65-66kg là cái chị mặc ok. Rồi, chị nào vừa thì lên giúp em cái màu nha. Chứ lên size về mấy chị mặc không vừa rộng rãi, mấy chị lại cự nữa. Rồi, chốt giúp em nha. Nói chung là hàng này cái chị như hàng resize vậy đó. Hàng chỉ 55-56kg, 65-66kg trở lại. Màu đen, màu rút cho cái Vân Phan. Chị Kim Sắc Nguyễn có một đơn hoàng, nên là bây giờ mua hàng chuyển khoản 100% thì em nhận đơn nha. Rút cho chế Thu Hằng, đen cho chế Đinh Bảo. Một bộ giá 130.000, ship 25.000 trên một đơn nha. Chế ơi, mua từ 3 bộ trở lên chuyển khoản 100% thì em miễn ship. Đen em chốt cho chế Hạnh Nguyễn. Đen màu rút là màu rút rất đẹp, để mặc màu rút cho mấy chị xem ha. Em đang mặc là màu hồng. Màu hồng phối với hoa nhí rất là đẹp luôn nha các chị. Đơn hàng chuyển 100% nha chị ơi. Khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, mấy bạn sẽ nhắn số tài khoản qua cho chị. Rồi ơi, cái màu rút. Màu rút em còn tầm khoảng 10 bộ nữa thôi. Cái chị đó đẹp nhà em chốt nhanh đi mấy chế. 55-56kg ha. Đến 65-66kg trở lại là ok. Chốt em màu rút ạ. Rút cho chế Dân Nguyễn. Rút cho chế Nguyễn Tuyền. Màu rút với màu xanh ngọc chị Kim Sắc Nguyễn nha, size 55-56kg đến 65-66kg đổ về nha. Đơn của chế Kim Sắc Nguyễn là chuyển khoản nha. Chuyển khoản hết nha mấy chị, còn chuyển khoản cọc là em không có nhận nha. Rút cho chế Xuân Mai. Rồi em đang mặc nha các chị, xanh ngọc cho chế Thanh Thảo Trần. Đây màu xanh ngọc nè chị, màu xanh ngọc rất là đẹp. Xanh ngọc em còn được có 2 bộ nữa hà, chốt nhanh để hết nha mấy chị. Chị ơi, cái hàng này em nói luôn nha chị Kim Sắc Nguyễn, nói luôn là 55-56kg đến 65-66kg, chị mặc ok không? Ok thì chốt, còn không thì em chứ không có phân ra là size 60kg. Bây giờ nó có một size một như thế này nè, mình đồng ý thì mình lấy nha. Được không? Được thì em lấy, còn không thì em xả ra. Chứ không có hàng 60kg nha. Xanh ngọc em chốt cho chế Đinh Bảo. Giống như hàng ghi size vậy đó, 55-56kg đến 60-65kg thì cái chị mặc ok. Từ 3 bộ trở lên chuyển khoản 100% thì em miễn ship, còn mấy chị mua 1 bộ, 2 bộ mới mua, mấy chị muốn chuyển khoản thì mấy chị chuyển nha. Và không có miễn ship. Em nói rất là rõ mà mấy chế nghe kịp không mấy chế? Chế Dân Nguyễn có số điện thoại rồi, khỏi cho lại chị. Nhiều khi mấy chị cho số điện thoại đầu tiên thì chúng mà tới chừng mà cho lại lần hai nó lại sai, gọi không được.
Xanh ngọc em còn được một bộ, xanh bơ em còn được có hai bộ à. Rồi mà mày lên màu vàng giúp em nha. Màu vàng rất là đẹp luôn nè. Màu vàng này cái chị mặc trắng da lắm đó. Chốt em màu vàng đi cả nhà. Màu vàng. Chốt em màu vàng nha. Màu vàng. Màu vàng, màu vàng. Không có màu sen. Có nhiều màu nãy giờ lên tới lên lui hoài là có nhiêu đó đó chứ. Hết rồi nha chị Hồng Hạnh nha. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Chốt em màu này màu xanh bơ. Xanh bơ em còn có hai bộ nữa không? Chốt em màu xanh bơ. Rồi em hết nha cả nhà. Em qua mẫu nha. Lên giúp em màu này nha cả nhà. Chốt em màu xanh bơ ạ. Chốt em xanh bơ. Áo bà ba màu xanh cô ba nên chỉ còn size 5 thôi nha chị ơi. Em không có còn size 4 nha. 55-56kg đến 65-66kg mặt dừa chị Lan Trần xanh bơ trên chế Hạnh Nguyễn. Rồi em còn được một bộ xanh bơ, một bộ xanh đen, một bộ xanh ngọc. Em mặc là rút rút em còn tầm khoảng 5 bộ. Đen còn được tầm khoảng 5-6 bộ gì đó mấy chị. Bây giờ là còn màu cam, màu hồng với màu vàng. Thì còn tương đối nhiều nhiều được mười mấy bộ ha. 67kg cao gọn người mặc mới vừa nha chế ơi. Rút cho chế Lê Thảo. Rút em chốt cho chế Lê Thảo. 130.000 một bộ các chị. Bộ này là bao đẹp mấy chế ơi. Mấy chế mua đi. Hỏi chị ít nhất cũng phải là hai bộ nha. Mua một bộ xong vài bữa là về là cái chị chắc chắn cái chị nhận hàng. Cái chị sẽ muốn nhận mua thêm bộ nữa đó. Chả đẹp lắm. Xanh đen. Rồi màu xanh đen nè chị. Xanh đen còn có một bộ rồi nha. Xanh ngọc với xanh đen cho chế như ngọc thạch là em hết luôn rồi. Rồi em hết xanh đen luôn. Rồi giờ là còn màu đen. Bây giờ em còn màu đen cả nhà. Màu đen. Màu đen thì còn nha. Em mặc là màu rút. Màu xanh đen em hết rồi chị Đinh Bảo ơi. Áo bà ba thun lai dông hả chị? Thun lai dông giờ em hết size 3 rồi. Không còn cái nào hết hết chứ. Chờ lô mới giùm em. Lên giúp em màu này là màu vàng nha cả nhà. Chốt em màu vàng. Đen vàng xanh bơ. Xanh bơ quá đẹp luôn. Xanh bơ còn một bộ luôn cả nhà. Lấy luôn màu xanh bơ đi chứ như Ngọc Thạch ơi. Cái màu xanh bơ đẹp lắm á. Màu xanh bơ giúp em nha. Xanh bơ. Rồi màu hồng. Màu hồng nha cả nhà. Màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Chị Yến Nhi. Chị Yến Nhi xả cái màu trắng lấy cái màu đen. Vậy là em còn một bộ trắng cái chị. Em còn một bộ trắng chế đẹp nào chốt. Nãy chưa chốt được trắng thì lên trắng giúp em nha. Trắng em thảy xuống dưới kia trơn rồi. Rồi lên giúp em màu cam đi cả nhà. Chốt em màu cam. Màu cam quá đẹp luôn nè. Chốt em màu cam nha. Cái chị đẹp nha. Em màu cam. Rút cho chị Thái Ngân. Chị Thái Ngân 66kg cao bao nhiêu vậy chị? 72kg không có chị Dương Bích Lệ. Em có tới 65-66kg trở lại thôi. Lên với em màu này màu cam đi cả nhà. Cái bộ màu cam đẹp quá không? Màu cam nha. Chốt em màu cam cả nhà. Màu cam. Cam chốt cho chế Như Ngọc Thập. Rồi áo màu xanh Cuban size số 5 cho chế Hồng Hạnh. Rút cho em cái màu xanh Cuban đi chị. Chế Hồng Hạnh hỏi em là cái áo bông lưới hồi hôm qua đúng không? Trắng chốt cho chế Vinh Trần. Rồi của chị ấy một hơi xả ra chốt cho chị Vinh Trần mã màu trắng nha. Ủa vậy là size 5 hết hả? Size 5 hồi tối chốt rồi. Rồi vậy là hết size 5 luôn rồi chế Hồng Hạnh ơi. Size 5 hồi tối em chốt luôn rồi. Vậy là không có còn luôn nha chị. Bây giờ còn được size 1 với size 6 không à? Ủa size 2 với size 6 chứ. Xanh Cuban còn size 2 với size 6. Tầm phối với mango nha chị. 53kg mặt hơi rộng nha chị. Hết rồi chị Hồng Hạnh ơi. Cái xanh Cuban này hiện tại em còn size 2 với size 6. Hết rồi. Size 5 tối em chốt luôn. Rồi hết nha các chị.
quần bà ba có hàng rồi đó chị Dương Ngọc Thập. Mấy bạn nhà em gọi tiền chốt đơn, chị nói mấy bạn lấy cho. Quần bà ba hôm nay là đủ size rồi đó. Chị thấy ngon ơi, chị 53kg là chị mặc giống như em mặc vậy đó, vừa hơn em tí xíu. Nếu mà chị thích mặc rộng thì ok rồi. Nếu mà em là 1m58, em nặng 50kg đó, chị là em mặc như thế này nè. Chị 53kg thì chị mặc vừa hơn em tí xíu nhưng mà vẫn rộng rãi thoải mái. Nếu mà chị thích mặc rộng thì dễ. Đây. Có xanh đậu không? Có xanh bơ được không chế? Không có xanh đậu. Xanh bơ. Rồi lên giúp em ha. Chị thích mặc rộng rãi thì chị lấy bộ này là ok rồi, 53kg. Rồi qua mẫu nha các chị. Em qua cho các chị mẫu bà Lai này nha. Kè quay quá tháo mẫu kìa, không tháo lên coi lấy chi chốt đồ hả? À? Chiều đã cao 1m53, 66kg gọn người nha chị ơi. Sao chị nói chị cao, chị nặng 53kg, chị thấy ngon. 1m53 nặng 66kg gọn người mới vừa nha chị ơi. Nhưng mà chị 66kg chị mặc cái đó là vừa chứ không có rộng đâu nha. Nếu mà 1m53, 66kg. Hồi nãy giờ em hỏi cái chiều cao chị, nãy giờ chị không cho. Rồi màu em đang mặc là màu xanh ngọc nha các chị, màu xanh ngọc. Bộ này là chất liệu vải thun lai dông ha. Giá 150.000 một bộ. Bộ này size 1 có size nha các chị, size 1 là 50kg. Size 2 là 55kg, size 3 là 60, size 4 là 65 và size 5 là cho các chị đẹp nha. Em 70kg, size 6 là 75kg. Nhưng mà hiện tại bây giờ là size 5 em hết nha. Em chỉ còn được size 1, size 2, size 3, size 4 và size số 6 thôi. Đây là bộ này form nó cũng gọn. Chị nào ví dụ như 67, 68kg thì có thể lên size 6 giúp em mặc vẫn ok. Rồi em đang mặc màu này là màu xanh ngọc nha các chị. Em đang mặc size 2 nó hơi rộng xíu nha. Chị Lê Thảo là lấy bộ đen 130 đúng không chị? Đen 130 cho chị Lê Thảo nha. Chị thấy ngon ơi, chị chốt ở trên đây giúp giùm em luôn đi, để em hơi xuống dưới khỏi lăn tăn với mấy bạn chốt đơn nè. 1m53, 66kg gọn người thì mặc được, còn không thì mặc không vừa nha chị. Còn nếu mà chị thích mặc rộng rãi, chị không thích mặc vừa quá thì chị nói với bạn nhà em trả đơn ra giùm em. Tại nãy giờ em hỏi chị cái chiều cao từ đầu lái giờ mà em chưa thấy chị trả lời. Giờ chị lên 1m53 nha. 1m53 gọn người thì mặc ok, quần thì mặc ok rồi đó, quan trọng là áo thôi. Nếu mà nói chung là dòng ngực của chị là bình thường thì mình mặc ok, không có ngực to thì mặc nó thoải mái. Em muốn chốt thêm áo bà ba được không? Chị nhớ mã hàng thôi chị Hoàng Anh Phạm ơi. Nhớ mã hàng thì đọc giùm em luôn, còn không thì chờ tí xíu em lên lại ha, rồi mình chốt. Chờ tí xíu em lên lại, em lỡ lên cái mẫu này rồi để lên hết cái mẫu này luôn. Bộ em đang mặc có 10 màu chế dương thủy. Rồi ok, chế thấy ngon ạ. À, gửi hàng cho chị Hoa VT luôn, khỏi gọi nha. Ok chế Hoa VT. Rồi lên giúp em màu xanh ngọc đi các chị, màu xanh ngọc à. Chốt em màu này màu nho cả nhà ơi. Màu nho, chốt em nho à, màu nho. Khoái màu nho lắm. Chốt em màu nho nha cả nhà. Mấy mẫu trước, cả mẫu trước là mấy cái màu nãy giờ em lên rồi đó, lên 3-4 quận rồi đó. Chị, mấy chị, chờ em xíu đi. Chờ em xíu lên lại nha. Bây giờ lên cái mẫu này cái đã. Chốt em mã này nha, lên giúp em mã này là màu nho. Cái chị ơi, màu nho à. Màu nho à. À, chị đẹp mà sang kẻ đi. Đưa cái mẫu đó lên cho em luôn. Mẫu màu em đang mặc này á, là 150, còn cái mẫu em sang kẻ vô cho mấy chị mấy mẫu này nha. Cái này cái chị lên giúp giùm em là ruốc 130.
size 55 56 kg tới 65 66 kg mặt dừa. Lên giúp cho em cái quần. Rút 130 nha cả nhà, cái chị có chốt thì lên giúp em là rút 130 tại vì nó sẽ bị trùng với cái mẫu em đang mặc đó, trùng màu. Rút 130 nha. Rồi em có cam 130. 55 56 kg hàng có một size 1 hay nha các chị, 55 56 kg đến 65 66 kg mặt dừa. Lên giúp em là màu cam cả nhà mình ơi. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu hồng. Chốt em màu hồng nha, màu hồng. Chốt em màu hồng. Có ăn lạp xưởng hay gì thì lấy dưới lên làm. Còn dưới đó. Nó lạp tổ mà tổ đồ ăn ở dưới dữ lắm. Chốt em màu này nha cả nhà, màu vàng. Tàu hũ đó hả? Tàu hũ đó chị định định kho hoặc chiên lại ăn. Chốt em mã này nha cả nhà, lên giúp giùm em mã này nha, màu vàng. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu đen. Màu nho chị Nguyên Giao, lên giúp em cân nặng và chiều cao đi chị. Size số 4 nha chị Tuyết Huệ. Số 4 hiện tại em còn có 2 bộ thôi nha chị. Số 4 hiện tại em còn màu nho với màu xanh ngọc. Màu nho với màu xanh ngọc thôi, còn 2 bộ. Không, không có ba khía chứ. Chị chọn ba khía bán đi chị. Mới nhận áo và ba luôn, ship cực kỳ nhanh, áo đẹp thích quá. Em cảm ơn chế Hoàng Anh Phạm. Màu nho size số 3 còn không chứ? Nho 2 cho chế Bùi Tiết Mai. Nho 3 em hết rồi chế Nguyên Giao ơi. Nho 4 thì em còn. Nho 2 còn. Nho 3 hết rồi. Rút bộ nho 2 đi. Rồi màu đen nha cả nhà, màu đen. Màu đen này là 130, còn bộ em mặc là 150 nha. Bộ em mặc là thun lai dông, còn bộ này là chất đo tầm phối với mango. Rồi lên giúp em màu đen nha cả nhà, đen 130. Rồi màu cuối cùng là màu xanh bơ. Cái bộ 130 là em còn bao nhiêu màu đó. Xanh bơ còn có 1 bộ à. Size 5 còn sót 1 bộ hả? Size 5 em còn sót được 1 bộ nâu nè cái chị. Được 1 bộ nâu. Cái bộ nào lẻ lẻ nên mất bỏ ngoài thì đừng nhét nó vô. Nhét vô bà lại không biết đường kiếm. Chốt em màu xanh bơ nha cả nhà. Xanh bơ là 130 ha. Còn xanh ngọc em đang mặc là 150. Chị Di Di ơi, cái bộ đó là 54, 55, 56 kg nha. Đến 65, 66 kg là mặc vừa. Còn chị 54 kg thì chị mặc rộng rãi thoải mái đó. Chị chịu thì chị chốt nha. Rồi chốt tiếp giùm em mã này nha cả nhà. Chứ mặc thì được rồi đó. Nhưng mà ví dụ như nó có rộng rãi thì chị có chịu hay không thôi nha. Màu em mặc là cái chị lên giúp em màu xanh ngọc. Màu này lên giúp em màu lam cái chị, màu lam. Rút 130 cho chế Trúc Mai Bùi. Xanh bơ cho chế Lưu Thiện Nhân. Chốt giúp em màu này nha cả nhà, màu lam ạ, màu lam. Lam em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi, 55 kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em màu lam. Rồi màu này chốt em màu tím Huế ạ. Chốt em màu tím Huế cái chị, tím Huế. Trời ơi, mới vừa dơ lên xong chị chê kêu cho em coi lại mẫu nữa, coi mẫu gì nữa chứ. Nó, bây giờ nó mẫu nó y chang vậy đó, nó chỉ khác nhau cái màu thôi chứ coi mẫu gì nữa hả. Mới vừa đưa lên xong bỏ xuống, nó chỉ còn được có màu xanh bơ này chị, màu đen, màu hồng, màu vàng với màu cam với màu rút thôi. Màu đen nè, màu vàng nè, màu hồng, màu cam, màu rút, xanh bơ hết rồi. Bơ chết rồi. Rồi lên nhất giùm em màu này là màu tím mua Huế đi các chị. Chốt em màu tím Huế nha. Chốt em tím Huế. Màu này lên giúp em màu nâu. Chốt giúp giùm em là màu nâu. Màu nâu ha. Chốt em màu nâu đi cái chị, màu nâu. Chứ giờ tới giờ luôn hoài, nãy giờ em giơ một chục quận rồi đó. Mấy chị đẹp nhà em thông cảm đi. Mình vào sau thì mình coi lại sau đi chứ. Lên giúp giùm em là màu tím đậm à. Chốt em màu tím đậm. Lên giúp em màu tím đậm nha cái chị, màu tím đậm. Bây giờ em còn nè, màu đen nè, màu hồng nè, màu gút nè, màu vàng với màu cam. Rồi đó chị lấy màu nào?
Rồi lên giúp giùm em màu này là màu tím đậm nha các chị, lên giúp em màu tím đậm. Rồi màu này màu xanh rêu. Chốt em màu xanh rêu ạ. Chốt em màu xanh rêu cả nhà. Màu này lên giúp em là màu xanh Na Uy. Xanh Na Uy hoặc là xanh đậm. Màu cam cho chị Lưu Thị Nhân. Lên giúp em màu xanh đậm hoặc là màu xanh Na Uy nha cả nhà. Xanh đậm hoặc là xanh Na Uy. Lên giúp em màu này. 150 một bộ. Bộ này là mặt cực kỳ tôn dáng luôn nha các chị. Bộ này rất là đẹp. Rồi màu này là màu ruốt, chị nào lấy thì lên giúp em ruốt 150 nha. Đen 3130 cho chế Dương Thủy. Hồng 130 cho chế Lưu Thị Nhân. Chốt giúp em màu này nha cả nhà. Màu này lên giúp em là màu ruốt, ruốt 150 nha. Nó bị trùng một màu. Lên giúp em ruốt 150. Rồi màu đen 150 luôn. Đen 150. Đen 150 thì hiện tại em chỉ còn size số 1 thôi ạ. À. Chú ba hết. Cái ba như chốt rồi, màu này màu đen đúng không? Còn 1 với 3 nha cả nhà. 1 với 6 chứ. Cái đó size 6 đúng không? Này màu đen đúng không? Màu view vậy. Màu đen. Vậy là còn được 1 với 6 nha các chị. Màu đen em còn được size 1 với size 6. Đen 150 em còn được size 1 với size 6. Rồi ok, 3 màu rồi đó chị. Của chị là 3 màu đó. Em đâu nói gì đâu. Cho chị màu đỏ chuối. Không có màu đỏ chuối. Màu xanh bơ chứ ơi. Màu đó là màu xanh bơ. Em hết trơn rồi. Hồi nãy em kêu chế chốt đi chứ không lấy. Lấy màu cam không? Lấy màu cam đi để hết màu cam nữa nè. Màu cam gần hết luôn rồi đó. Màu cam em còn tầm khoảng 7 bộ, 8 bộ gì nữa hả? Lên giúp giùm em màu này là màu đen nha cả nhà. Màu đen em còn được size 1 với size 6. Thì chị Lưu Thị Nhuận, chị chốt 3 màu thì em lấy cho chị 3 màu đó. Màu hồng, màu cam với màu gì đó chị. Mấy chị ơi, mấy chị chốt hàng, mấy chị cứ kêu em dơ tới dơ lưu hoài, nó rất là mất thời gian nha. Ví dụ như các chị vô sao, các chị vô sao mà các chị ví dụ như các chị vô sao vừa các chị vô sao xong rồi á, đưa cho xem xong các chị vô sao hơn nữa, cái nó chị vô sao chị không thấy cái dơ lên tiếp, nó vòng vòng có bao nhiêu màu đó hà, rồi em dơ hoài luôn một hơi. Mà trong khi đó là em lên rất là lâu rồi, mấy chị vào sao thì mấy chị thông cảm, mấy chị coi giùm em ha, em dơ lên thì mình tranh thủ mình coi giùm em. Chứ có một mẫu dơ tới dơ lui hoài một hơi á, là người khác người ta không có mua được cái mẫu khác. Em còn rất là nhiều mẫu để em lên cho mấy chị. Rồi bộ chị chốt nè, màu cam nha. Rồi màu xanh bơ, còn không thì kết thúc like mình coi lại giùm em. Rồi màu hồng. Bây giờ chị thấy màu rút với màu đen nữa. Đầm mà mình mặc hơi chật mình nhả ben ra chế nha. Hàng đầm em nhấn tới 8 cái ben lận mình nhả thoải mái. Mấy chế đẹp nha, em cứ vô sao rồi cứ bắt em dơ lên không à. Còn vàng nữa chứ. Rồi bây giờ em còn được màu ruốc nè chị. Màu đen nha. Với màu vàng mà em mà không lên là mấy chị nói hoài luôn á. Rồi ok em qua mẫu nha, em lên bà ba nha mấy chị. Bởi vậy like mà tại sao khách cứ than phiền em á, like gì mà lâu quá, like gì mặc từng mẫu từng màu mà mấy chị vô sao mấy chị cứ bắt em lên tới lên luôn hoài. Nửa đi, còn màu nữa đâu mà nửa đi chứ. Còn có nhiêu đó đó. Rồi em lên bà ba nha các chị ơi. Xanh lá còn đủ size không Quyên? Đủ chị. Còn 6 luôn hả? Màu ruốt cho chế Thanh Thảo Trần. Ruốt đen cho chế Lưu Thị Nhùng.
Rồi các chị muốn coi những cái màu trước á thì các chị coi sau khi em kết thúc like á, các chị coi lại giùm em ha. Rồi ví dụ như các chị muốn lấy thêm cái màu nào của những cái màu trước á thì các chị nói với mấy bạn chốt đơn. Ví dụ như mấy bạn chốt đơn nhà em chốt mà có khách xả ra mấy cái màu á, tại vì cái đó em về cả chục màu lận hơn lận. Nhờ có mấy màu là làm như màu trắng màu này kia rồi là nó hết đó mấy chị. Rút 150 size 3 chốt cho chị Thanh Hảo Trần. Màu xanh riêu hình như tối qua chị Khu Đẹp có rồi đúng không Quyên? Dạ. Chị Khu Đẹp hôm qua là có màu xanh riêu rồi, bây giờ em lấy cho chị thêm màu tím đậm nữa ha chị. Ok, chế Thanh Hảo Trần, bộ của chế là 150. Cái bộ lam 130 ngàn á là em có thêm màu nữa nha mấy chị, nhưng mà tạm là hết nha, tạm hết. Nên là chị nào muốn lấy thêm màu, các chị có thể sau khi em kết thúc cái like này, các chị coi lại cái màu hồi đầu like em lên á, các chị muốn lấy thêm màu gì nói với mấy bạn chốt đơn. Mấy bạn chốt đơn nhà em chốt đơn cho khách mà có xả ra cái màu đó mấy bạn sẽ lấy cho các chị nha. Tại vì hàng đó nó có một size một nên là cũng dễ lấy cho các chị. Các chị chỉ cần đọc đúng màu thôi ạ. Rồi ok nha cả nhà. Rồi chốt giúp giùm em ha. Áo bà ba em đang mặc là 85.000 một áo. Chốt von thun lưới giúp em nha cả nhà. 85.000 bộ. 85.000 áo. 85.000 một áo. Quần em đang mặc hiện tại là em có đủ size cho các chị từ size 1 đến size 6. Quần ống rộng nha cả nhà. Ống này là tầm khoảng 38. Ví dụ như em mặc size 1, size 2 là ống nó tầm khoảng 38. Nhưng mà nó lên tới size 5, size 6 thì ống nó tầm khoảng 40, 41, 42 trở lại ha. Quần ống rộng nha cả nhà. Quần thì chốt là thun lai dông 70.000. Một bộ như thế này là 155.000. Các chị có thể là lấy áo không cũng được nha. Rồi áo em đang mặc các chị lên giúp giùm em là xanh lá. Cái này các chị đẹp chốt giúp giùm em là mã họa tiết à. Lên giúp em họa tiết nha các chị. Họa tiết. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha. Nè Quyên. Luôn. Em buộc lại thành một cọc mẫu luôn. Xong em lấy viết em ghi lên là tập bỏ luôn. Chớ em mã này là mã đẹp đi cả nhà. Mã đẹp. Lên giúp giùm em mã này là mã đẹp ạ. À. Mã đẹp. Quần bà ba em mặc. Quần bà ba em mặc. Chị Lưu Thị Nhân ơi, một chút xíu mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho chị. Chị nói với bạn lấy giùm em nha. Tại quần em sẽ không có chốt ở trên like. Xuống like. Chị muốn mặc size số mấy thì chị nói với mấy bạn. Thường á, ví dụ như là các chị mặc áo size số 4 thì các chị có thể là lấy quần size số 3. Nếu như mà mông của mình không có to lắm, mình thích mặc cái vơm quần vừa vừa, thì ví dụ mặc áo size số 4 thì quần mình mặc có thể là lấy size 3 giúp em cũng được. Còn chị nào mà thích mặc rộng rãi thoải mái nha, thích mặc quần ống rộng giống như em vậy, là em đang mặc là quần size số 2 mà áo là em mặc size số 1, thì các chị lấy cùng một size, cùng một size áo. Áo mặc size nào thì quần mình mặc size đó. Còn cái chị thích lấy nhỏ hơn vẫn được nha, thấy lớn hơn cũng được. Nói chung size quần các chị có thể thay đổi. Lên giúp em màu này là mã này là mã đẹp à. Chốt em mã đẹp. Lên giúp giùm em mã này là mã đẹp nha cả nhà. Ủa quên, lộn. Cái này là mã đẹp, em mặc là xanh lá. Mã đỏ cả nhà ơi. Đỏ em còn từ size 2 trở lên nha cả nhà. Chốt em mã đỏ. Chốt em mã đỏ. Mã này lên giúp giùm em là mã hồng. Cái hồng hôm qua hồng 3 mình về quá chừng luôn mà không đủ bán luôn kìa. Lên giúp em mã hồng nha cả nhà, chốt em hồng. Rồi mã này mã nâu, cái áo mã nâu này đẹp lắm nè các chị. Nâu này ở ngoài các chị mặc sẽ rất là đẹp. Chốt em mã nâu nha. Lên giúp em mã nâu. Rồi mã này lên giúp em là mã beo. Chốt em cái này là beo à. Beo nha cả nhà. Áo bà ba là chất von thun lưới giúp em. Chốt em mã này là mã da. Cái da này rất đẹp à. Chốt em mã da.
1m50 nặng 55kg, hồng một áo là size 3 như cháu Hoàng Anh Phạm. Nhưng mà hồng em hết size 3 rồi. Chốt em mã này là mã trắng nha cả nhà. Chốt em mã trắng. Lên với em mã trắng xanh lá size số 2 em chốt cho chế Lê Ngời. Chế Lê Ngời lên giúp giùm em số điện thoại. Lên với em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại. Sao cái tên của chế giống khách cũ dữ vậy? Mà sao không có số điện thoại chứ? Xài nick mới cho em số điện thoại lại nha chế đẹp. Lên với em mã trắng nha, cái chị trắng 4 cần chứ. Trắng 4 em chốt cho chế Mai Cao. Lên giúp em cái này là bi ngũ sắc cả nhà. Bi ngũ sắc. Chốt giúp em là bi ngũ sắc à. Bi ngũ sắc. Rồi cái này mã này là mã vàng giúp em ha. Lên giúp em mã vàng. Chốt em mã vàng. Rồi lên giúp giùm em cái này là sọc hồng. Chốt em mã này mã sọc hồng. Rồi sơn thủy. Chế nào hồi tối kêu em lựa phải có hai con cọp. Không, không có. Cái mẫu lên với em mã này là mã sơn thủy nha cả nhà. Sơn thủy khó quá, khó quá bảo quan. Chốt em mã này nha cả nhà. Lên với em mã beo cam. Chốt em beo cam. Sọc hồng size số 3 cho chế Hoàng Anh Phạm. Vàng 4 cho chế Mai Cao. Bà ba màu chưa chế Hồng Cẩm ơi. Bà ba màu à, nếu như mà chiều nay về kịp á thì em like. Tối em like cho các chị ha. Trả hai con cờ có mẫu lên. Cái này kiếm này khó lắm cái tối. Còn nếu như không thì em hẹn cái chị ngày mai cái chị. Áo bà ba màu. Áo bà ba màu trơn nha. Beo cam size số 5 còn không chế. Sơn thủy 4 cho chế Yến Nhi. Hồng mà beo cam size số 5 cho chế Hồng Hạnh hình như còn đúng không chị? Beo cam. Dạ cảm ơn cô Mai ạ. Chế Lê Ngời ơi, chế Lê Ngời lên lại giúp em số điện thoại nha. Lên cân nặng chiều cao kèm lên số điện thoại chứ. Chốt giúp em nha cả nhà ơi, em đang mặc là mã xanh lá nha, xanh lá. Em giao lại họa tiết cho các chị nha. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã sơn thủy nha. Đây sơn thủy. Nó có cũng có một cọp nữa mà nó nằm ở phía sau nha mấy chế. Chốt em mã này là mã sơn thủy à, sơn thủy. Áo dài chưa có cô ơi, áo dài chưa có hàng đâu, bữa giờ thợ mai chậm quá. Thợ may không có kịp. Chốt em mã này là mã beo cam cả nhà ơi, beo cam nha, beo cam. Lên giúp em mã này là mã sọc hồng ạ. Chốt em mã sọc hồng nha các chị, sọc hồng. Rồi lên giúp em mã này là mã vàng. Cái vàng này đẹp quá đẹp luôn. Chốt em mã vàng nha, mã vàng. Xanh Cuban nữa mấy chị, xanh Cuban em còn đựng cái size 2 với cái size 6 à. Chốt em xanh Cuban nha, xanh Cuban em còn được cái size 2. 52kg đến 55-56kg. Lên giúp em xanh Cuban. Chị Lê Ngời là khách cũ nhưng mà chị xài nick mới. Cho em số điện thoại. Bởi vậy em mới nói cái tên của chị quen mà không có số điện thoại đó. Lên lại giùm em đi chị. Lên giúp giùm em cái này là bi ngũ sắc nha cả nhà. Bi ngũ sắc. Xài nick mới thì phải cho em số điện thoại mới. Với số điện thoại ở cái nick mới nha chị. Bởi vì hệ thống nó không có tự lọc tên nha. Rồi lên giúp em mã trắng nha cả nhà. Chốt em mã trắng. Trắng kèm size giúp em luôn. Lên giúp em mã trắng. Áo dài thun lưới là giá 180.000 một bộ. Mà em hết rồi chị. Em hết rồi. Lên giúp em mã này nha các chị. Lên giúp em mã này là mã da. Chốt em mã da nha cả nhà. Mã da. Lên giúp em mã beo. Cái beo này là đẹp xuất sắc luôn. Lên giúp em beo nha cả nhà. Beo.
Rồi mã này lên giúp em mã nâu. Giúp em mã nâu à. Trắng bột hết rồi bé khớm anh. Trắng em còn từ size 2 trở lên chị, size 1 em hết rồi. Lên giúp em mã hồng nha. Hồng này thì em còn 1, 2, 4, 5, 6. Hết 3. Beo 4 chốt cho trái mi Nguyễn. Má beo nào? Beo đó hết 4 rồi nghe chị. Rồi beo em hết 4 rồi trái mi Nguyễn nha. Beo còn 1 với 5 thôi. Beo em chỉ còn size 1 với size 5 thôi. Rồi chốt em mã đỏ. Lên giúp em mã đỏ, cái chị rất là đẹp. Đỏ nha. Em mặc là xanh lá. Mã đỏ. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã đẹp. Lên giúp em mã đẹp ạ, à. Đẹp. Rồi em thấy số điện thoại của chị Lê rồi. Chị xài nít mới, chị xài tới 3 cái nít rồi. Ngồi Lê, Lê ngồi, rồi giờ thêm cái Lê ngồi nữa. Là chị tới 3 cái nít lần nha chứ. Xanh đỏ 2 cho chị Nguyễn Thị Huệ. Xanh lá size số 1 cho chế bé khóm. Hồng 3 em hết rồi nha chế Hoàng Hoàng Anh Phạm ơi hết qua nay rồi chế. Đỏ với hồng size số 2 cho chế Su Su. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết chứ chị. Chốt em họa tiết. Em like hồi trưa hôm qua là nó đã hết hồng 3 rồi đó. Ủa hồi tối chứ. Sáng giờ khách không có xả là không có luôn rồi đó chị. Lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết nha cả nhà. Họa tiết xanh lá size số 2 cho chế Hoa Nguyễn. Rồi em đang mặc là xanh lá nha cả nhà. Em còn cái xanh Cuban size số 2 chế đẹp nào, size 2 chốt đi. 51, 52 kg đến 55, 56 kg. Trắng còn size số 2 nha chị Nguyễn Thị Huệ ơi. Trắng em còn size 2 nha. Rồi chốt em mã này mã họa tiết nha các chị. Đeo size số 5 cho chị My Nguyễn. Chốt em mã này là mã họa tiết nha cả nhà. Họa tiết trắng 2 cho chị Nguyễn Thị Huệ. Chốt em mã họa tiết cho cả nhà. Họa tiết rất là đẹp luôn. Chốt em mã họa tiết nha. Họa tiết size số 2 em chốt cho chế Dương Thủy. Rồi mã này lên với em mã đẹp à. Trong mấy cái bộ bà ba về quá hờ mấy đồ bà ba được ngày mai em làm được chẳng giữ giờ chứ về. Chốt em mã này là mã đẹp đi cả nhà, mã đẹp. Chốt em mã đẹp nha cả nhà ơi. Họa tiết size số 4 còn không chứ? Hình như hết rồi, còn 3. Còn cái hả? Vậy mà hồi sáng chế 2 nữa hả? Ủa anh chế Hương nữa hả? Điểm chế Hương. Họa tiết size số 4 cho chế Phương Bùi. Sáng lên là còn size 3 không rồi, hết size 4 rồi. Còn bộ nó lẻ mà. Đẹp. Chố em mã đẹp nha cả nhà, chố em mã đẹp à. Lên với em mã đẹp. Rồi mã đỏ. Khỏi khỏi bông mới chết. Bây giờ không thấy mấy chế xe sáo xuất hiện. Dạ bữa. Dạ bữa em mai tới xe số 5 là em nghỉ nha mấy chế. Không mai xe sáo nữa. Chế xe sáo của em đâu mất tiêu chừng. Lên với em mã đỏ đi cả nhà, đỏ. Đẹp bóng cho chế Phương Bùi luôn ạ. Hả? Để... đâu có còn bốn. Đẹp bốn từ cái ngày đầu là đã hết rồi. Ủa vậy hả? Đẹp bốn hết rồi chế Phương Bùi ơi. Chế Phương Bùi lên đẹp năm được không? Rồi đỏ nha cả nhà ơi. Chốt em mã đỏ nha. Đẹp bốn em hết rồi. Rồi chốt em mã hồng. Thêm đỏ 2 cho chị Nguyễn Thị Huệ. Lên với em mã hồng mà. Hồng em còn 1, 2, 4, 5, 6. Hết 3. Hồng em còn 1, 2, 4, 5, 6 nha. Em hết 3 rồi. Mã hồng này đẹp lắm nha mấy chị.
Hôm nay qua nay bán quá chừng bán. Ở trên đây là nó có kim tuyến nữa nha. Em thấy cái bông này nó có rễ rễ kim tuyến nó rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp em mã hồng nha cả nhà. Hồng. Giúp em hồng à. Xanh chậm chân rồi kìa. Ăn đi đặng có sức để hồi bị tôi quýnh. Hồi bị quýnh nữa. Ăn đi đặng hồi quýnh xỉu không ai giác ra nổi giác nhục trong phòng trái chữa trái đó. Đỏ năm với hồng năm cho chế Lê Nguyễn. Nói với chị Hương mấy ngày nay cũng xỉu. Ghê. Ngày nào cũng xỉu. Rồi nó vô đề tài của bả này. Gì? Chó em mã này là mã nâu, cái gì mã nâu? Trời, trời trẻ còn cái gì? Lên giúp giùm em mã nâu à. Hồng hai cho chế Lên rồi. Lên giúp em mã nâu nha các chị ơi, mã nâu này quá đẹp luôn. Chó em mã nâu à. Quần trắng em không có nha chị. Rồi lên giúp em mã này nha cả nhà. Quần trắng có 1, 2, 3 quần lụa. Quần trắng em chỉ có quần lụa thôi. Quần lụa 95 ngàn. Chứ quần thun lai dông thì em không có. Lên giúp em mã này mã beo à. Mấy cái bộ kia đó chưa. Cho em mã beo à, mã beo. Nâu 2 cho chị Nguyễn Thị Huệ. Quần trắng là chị phải mua cái bộ 95 ngàn á chị mới có cái quần trắng. Mới có cái quần thun ha, tại vì cái đó em bán nguyên bộ. Cái bộ 95 ngàn á. Cái áo thun lưới kiểu phối với cái quần ống rộng á chị. Rồi lên với em mã này nha các chị. Cho em mã này là mã beo à, beo xanh lá size số 5 cho chế Lê Nguyễn, nâu 5 cho chế Nguyễn Liên. Còn không chị, còn nâu 5 rồi. Lên với em mã này mã beo nha cả nhà, beo nâu 6. Beo kèm size với em mặc beo. Beo 5 cho chế Nguyễn Liên luôn. Rồi mã da giúp em cả nhà. Không, nãy chị thấy còn hết một cái thì leo lầu chạy lên phòng chạy ra đây leo lầu chạy lên phòng trái chữa trái xuống giải quyết hậu quả thì dạ không có nha chị. Còn hai cái năm giờ beo chứ còn không có màu xanh coban. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha cả nhà. Lên giúp giùm em mã này là mã da à. Quá đẹp luôn cái mã da này nha các chị ơi. Để phòng trái chữa trái chưa cứu liền. Mấy cưng này cứu chế là chốt em mã da nha cả nhà. Mã da em cũng còn từ size 2 trở lên à. Rồi mã trắng. Trắng em cũng còn từ size 2 luôn. Cái bộ 95 này cái áo thun lưới nha chị ơi, nó không có còn size 2 không nha. Còn hai bộ đó đó gì. Em còn hai bộ size 4 không à chị. Ở bộ size 3 với bộ size 4. Đây bộ này. Review là có người hỏi liền. Cái này em còn bộ 3 với bộ 4 nha. Đây cái quần. Cái phơi áo nhỏ lắm, bộ 3 không chịu mặc được á. Đây. Em còn bộ size 3 với bộ size 4, chế nào lấy thì lên giúp em kẻ cam. Đó là có cái quần trắng. Quần trắng 95 ngàn, size 2 cho chế Hoàng Anh Phạm. Mã da 69kg, cao 1m65. Size số 5, trắng 5 mình còn thôi chứ. Rồi
trắng năm em chốt cho chị cô Út. Chị cô Út hả? Rồi lên giúp em mã này là mã trắng nha các chị. Cái họa tiết có thể là nó khác nha cả nhà ơi. Họa tiết có thể là ở phía sau bông của nó nhiều hơn ha. Ở phía trong đây chị có comment mã da gì vậy? Hả? Ủa mã da hả? Đúng cái điều mã da. Lộn, vậy em bấm lộn đó. Mã da size số 5 cho cô. Để đẹp lắm. Trắng 2 cho chị Ung đẹp. Trắng 2 với đỏ 2 cho chế tường hạnh. Da 3 với trắng 3, da 3 như mình hết đúng không chị? Hết rồi. Da 3 em hết nha chị Phượng Thúy ơi, trắng 3 em còn nha. Không có quần ống nhỏ chị. Kẻ cam size số 3 cho chế Trang Hồ Quỳnh. Em còn bộ kẻ cam 495 ngàn nha các chị. Rồi mã em đang mặc là mã trắng nha các chị, mã trắng. Ăn của ai mình lên miếng cắn trong miệng. Không có ai dành thức ăn. Kẻ cam chị Lưu Thị Nhân lấy xe máy chị ơi. Em còn bộ xe 4 nha. Xe 4 là size cho 59kg đến 63-64kg trở lại mặt vừa đó. Lên với em bộ này là bi ngũ sắc nha cả nhà. Chớ em mã này là mã bi ngũ sắc à. Bi ngũ sắc. Kẻ cam là nguyên bộ như chị. Cái quần trắng phối với áo lưới kiểu nha. Bộ đó là em bán sale cho mấy chị giá 95 ngàn. Không có ai vậy. Không có dòng mà ngồi nhuyết nhuyết hả? Sợ. Sợ cắn vô miệng. Chớ em bi ngũ sắc nha cả nhà. Mã da xe số 2 mình còn thôi chứ. Da 2 cho cô. Kẻ cam size số 4 nha chị Lô Thị Nhường. Em còn có một bộ size 4 em lấy cho chị nha. Xanh Cuban. Xanh Cuban em còn được một áo size số 2 với áo size số 6 nha chị. Chốt em xanh Cuban. Đẹp cho cô. Cuban em còn được size 2 với size 6. Các chị đẹp chốt em Cuban. Chị em chốt xe máy. Chị Lưu chị nhận lấy cái này đúng không? Hả? 49kg mà 1m50. Bằng em. Là mặc size số 2. Size số 1 mặc không có dựa. Em là khác, không có so sánh. À, thì có lớn tuổi không? Em là em. Nè ha, cho nó tập trung chung hơn đi. Chị chốt thì em cứ chốt vậy. Mỗi một người một bạn chứ đâu phải ai cũng vậy. Chốt em xanh Cuban nha cả nhà. Nè chị sạc xe 2 nè, em thấy không? 1m58 nặng 50kg nè. Cái phơm này nó nhỏ. Tùy theo phơm. Cái phơm này nó nhỏ, nó mặc bình thường. Cuban xe số 2 cho chế Tường Hạnh. Cuban 6 chốt cho chế Nguyễn Liên. Thường hôm nay dòng rồi phải bớt cái eo, còn cái này đâu có còn cái bớt đâu. Em là mặc size 2 á, chứ em không có mặc size 1. Size 1 là em mặc dán đó. Sao có, em mặc size 2 chứ. Ừ, thì bằng em, mà chị chốt size 2 em không chịu. Mà nhỏ ký hơn em. Đãi nổi nó đem vô chắc cái luôn đó, cái giận nước cho tại nó làm bao nhiêu lâu rồi mà giờ nó còn đãi em đó. Tại nhỏ ký em. Nó kêu nó bằng con cãi á. Cô Ban không có ba chị Phượng Thúy ơi. Cô Ban em còn cái xe 2 với cái xe 6 là em hết rồi. Em có con em là bắp cãi phải không? Lên giúp giùm em mã này là mã vàng nha các chị. Chốt em mã vàng. Nó kêu nó bằng con mẹ cãi. Chắc cái bọc coi. Cái bọc này thử dữ lắm bà. Đưa cái bọc đó kìa. Lên giúp em mã này là mã vàng cả nhà ơi. Chốt em mã vàng. Bóng kêu bằng con mẹ cãi. Học chưa quyền đã chưa, từ ngày nay là chưa bằng con mẹ cãi. Bé cãi ơi, bé cãi kêu vậy đó. Bé cãi ơi, bé cãi. Đừng, đừng kêu bắp cãi mà kêu bé cãi. Kêu con mẹ là con ở nhà hát xịn không báo.
khi mẹ bé của con cải. Mẹ của con cải. Chó em mã vàng đi cả nhà mẹ vàng. Đây là mẹ của con cá mà đây là mẹ của con cải. Vàng bốn chốt cho chú Út Phan. Chị nhỏ. Chị nhỏ đó, chị nhỏ là chị nhỏ. Chị nhỏ, chị nhỏ. Ủa sáng thấy mặc bộ đồ tôm khác mà Quyên. Để trời nó mà một ngày giặt đồ nó chắc có 8 bộ đó. Thay bộ khác nữa hồi sáng em nhớ mặc màu khác mà. Tàu ten ở dưới bộ ra cho tàu ten. Thiệt luôn hả? Ừ. Trời, em nhớ lúc em đi giao sữa là nó mặc cái bộ khác đúng không? Bữa tới giờ vậy không? Đó. Trời ơi, đáng chơi trời. Cái chú em mở sọc hồng. Trời ơi, nay biết bao nhiêu bộ? Nó đi, 15 nó đi làm mà nó như đi biểu diễn thời trang vậy đó. 60kg chị cao bao nhiêu chứ Nhung Nguyễn? Sáng giờ mặc mới có 2 bộ mà hai bả nói thấy sao ấy. Thì cũng số nhiều rồi đúng không? Cháu em mã sọc hồng nha các chị, cháu em mã sọc hồng à. Cháu em sọc hồng. À tối mà mơ thấy anh có này nè. Trời nói ghê. Sáng là thấy thiệt thấy dâu cái sắp xếp chứ chung có chữ sớm lên mút lên. Dễ sợ ha. Mà cái này bữa trưa không được để miếng đường vô mới ngon. Sao sữa chua có đường em ăn không được. À. Nhưng ảnh với dâu là phải sữa chua có đường. Mà dâu nó chua mà sữa chua không được, nó chua dữ lắm. Để miếng đường cho ăn không? Ăn là sữa chua không đường thôi mà. Quyên là phái đồ ngọt. Với đồ chua, chua trời thiệt đó. Là chua. À, chua mà cháu em beo cam nha cả nhà, beo cam 1m58 60kg chị mua cho mẹ chị hả? Mẹ chị là u bao nhiêu rồi chứ? Để em biết em tư vấn sai nha. Chó em mã này mã beo cam nha cả nhà, beo cam à. Beo cam kèm size giúp em cái chị, beo cam. Nhỏ kia phải lo mà chị qua chích điện nó đã xuống bình thường. Nhìn mà thấy bắt cầu. Sáng hơn cô Quyên hát cái vụ sáu đi tạt sữa nó nói mới mượn 200. Thiệt luôn hả? Chết cái bạn mà Hương từ đây sắp tới bị hoài luôn cho cái đó. Vậy lấy size 4 nha chị ơi. Nếu vậy thì 1m58 60kg vậy em lấy mình size 4 nha. Size 4 đi mặc cho nó thoải mái. Giật nó vài lần nó hết ngày thơ. Cháu em mã này mã sơn thủy đó chị, sơn thủy à. Sơn thủy kèm size giúp em nha. Mẹ chị gọn người không? Nếu mà gọn người thì lấy xe 3, gọn người thích mặc ôm thì lấy xe 3, còn không thì lên xe 4 giúp em. Tại 50 tuổi, trên 50 tuổi cũng còn trẻ. Cháu em mã này mã sơn thủy nha các chị, sơn thủy. Còn nếu mà em lấy mình xe 4 mà về có mặc hơi thoải mái tí xíu thì cứ chích ben vô giùm em. Nhấn hai cái ben ở phía sau này chứ, sâu vô tí xíu là cái áo của mình tự động nó sẽ ôm lại. Vậy em lấy cho mình đẹp 4 ha, đẹp 4 hết thôi. Chốt cái nữa là quýnh liền. Đẹp 4 hết trơn rồi chứ ơi, đẹp 3 thì còn. Nhớ hàm quýnh. Hay là mình chọn qua mã khác giúp em được không ạ? À? Rồi chốt em mã này mã sơn thủy nha, cái sơn thủy này có đẹp, ở quên cũng đẹp nữa mà. Đẹp 5 cũng được. Không có nha chị Hồng Hạnh ơi, chắc chắn là không có. Tại vì em chốt, hôm qua nay là đơn em chốt hết rồi, không có xả ra là không có đó chứ. Nha, có nghĩa là đơn đã đi hết rồi. Xe 4 hết rồi chế Nhung Nguyễn ơi. Ok lấy xe 3 ha. Rồi ok cho chế Nhung Nguyễn. Một cái mã đẹp xe số 3 chứ. Đây em đang bán áo lẻ này chị. Sơn thủy 66kg chị Nơ Trần. Chị Nơ Trần lên giúp em chiều cao chứ. 66kg cho em chiều cao em mới lấy size cho mình được. Em đang mặc là sơn thủy rồi. Rồi là em hết rồi đó cái chị. Áo bà ba là em hết rồi. Đẹp là xe ra mình còn có cái nữa là hết. Có nhà chọc người ta hoài. Thấy người ta ngây thơ rồi chọc người ta hoài. Nó dài lần nó hết rồi. Nằm đi là bà chích điện cái là hết. Ê ê cái vụ chích điện nó nguy hiểm.
Ê, rồi bà không có ngày thơ nữa kìa chị. Nói đó, giờ nói mấy cái đó là bà không có ngày thơ. Một mét năm tám sáu sáu ký gọn người thôi chứ ơi, gọn người em lấy cho mình size 4 thôi nha. Sơn thủy size 4 cho trái nơ trần. Một mét 58 nha chị, gọn người á thì em sẽ lấy cho chị size số 4 nha. Tại cái này nó cũng có co giãn. Còn nếu mà trái tròn người á thích mặc thoải mái thì em lấy size 5. Đẹp còn không, đẹp ra chị Phượng Thúy mặc size mấy chứ Phượng Thúy ơi? Chứ Phượng Thúy mặc size số đẹp, hiện tại em còn 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6. Hết 4 rồi chứ. Rồi em tạm offline ở đây nha cả nhà, để mấy bạn nhà em gọi chốt đơn cho các chị ha. Có gì em lên cái like mới rồi. Em tạm offline ở đây nha, cái chị size 5 hả? Chế nơi Trần lấy size 5 chứ. Ok, đẹp không? Sơn Thủy size 3 em còn cái đó chị Phượng Thúy. Size 3 em còn một cái mã đẹp đó. Rồi em lấy cho chế luôn nha. Rồi em tạm offline ở đây để mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho các chị nha các chị ơi. Bộ bà lai, bộ bà lai mà chốt tầm á, phối với mango á, các chị muốn coi lại màu thì các chị tua lại đầu lai, các chị coi giúp em ở cái lai này ha. Rồi em chào tất cả các chị. Cảm ơn các chị rất là nhiều, buổi trưa vui vẻ, cuối tuần vui vẻ nha mấy chế.